có một lời tiên tri cho rằng sẽ có một đứa trẻ mang màu sắc thiêng liêng như một thành nữ đời đầu sẽ trở thành thái tử phi nếu tuân theo điều đó sẽ mang lại hòa bình và ổn định cho đế quốc chỉ với một cử chỉ có thể chữa lành bệnh tật cho hàng vạn người vị thánh nữ đời đầu đã khiến cho chiến tranh dừng lại chỉ bằng một lời nói một cô gái có mái tóc hồng sẽ kế thừa những sức mạnh này từ thánh nữ đời đầu không ai khác đó chính là Esia Pesentera. vị thánh nữ đời đầu cùng hoàng đế xây dựng lên đế chế màu hồng được xem là màu cao quý trong đền thờ nhờ có lịch sử kiến quốc mà khi lời tiên tri được ban xuống không có một ai là không hiểu dẫu vậy tất cả mọi người đều nghĩ rằng không thể tìm được nhân vật chính của lời tiên tri họ luôn hoài nghi sự có mặt của chủ nhân có mái tóc hồng khi những lời bàn tán càng lớn dần và mọi người luôn đặt ra câu hỏi một phu nhân quý tộc lúc này đã hạ sinh bé gái đầu lòng vừa mới xuất hiện trên cõi đời sia đã sở hữu một mái tóc hồng tự nhiên cô nhanh chóng được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương từ cha mẹ vì không giống như màu tóc của ba mẹ trước đó pcentra có một mái tóc hồng ngay từ khi ra đời đã khiến cô nhận được sự chú ý một cách tự nhiên như là một nhân vật chính của lời tiên tri tất cả đều ca ngợi và chắc chắn rằng tiểu thư Pencentra là thánh nữ của đế quốc. Vì cô sinh ra đã là con gái của một công tước cao quý, bất cứ hành động nào của cô dù chỉ là một hành động nhỏ cũng được những người xung quanh chú ý, bọn họ chào đón cô nhiều biết bao. Khi bắt đầu tiếp nhận lời tiên tri về thánh nữ tóc hồng kia, Pencentra đã phải xa nhà từ khi còn nhỏ. Cô sống trong hoàng cung dưới sự bảo hộ của nhiều người. Cảm giác không thể gần ba mẹ khiến Pencentra vô cùng tủi thân, nhưng cô vẫn chịu được hoàn cảnh này, bởi vì bên cô luôn có một người Người đó là người luôn dang rộng vòng tay để đón nhận Pesentera. Kể từ lúc cô phải xa gia đình để đến hoàng cung, hoàng thái tử đã trở thành ánh sáng duy nhất trong lòng Pesentera. Cô luôn thể hiện mình là một người nỗ lực hết mức có thể. Mặc dù với độ tuổi còn nhỏ rõ ràng rất khó khăn để gánh vác ngôi vị hoàng thái tử phi, mặc dù Pesentera đã phải bỏ đi cuộc sống bình thường của bản thân với tư cách một thánh nữ, nhưng hoàng thái tử luôn là người ở bên cạnh khiến cô tiếp tục có động lực để đảm đương vai trò này. Để xứng đáng với vị trí của anh, cô càng phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Cho đến khi mọi thứ sụp đổ, đó dường như là một trò chơi đùa của thần linh đối với Pesentra. Ngày hôm đó cô nhận được một tin dữ về mình. Thông qua lời nói của linh mục, được biết lời tiên tri đã thay đổi. Pesentra ban đầu vô cùng thất thần khi nghe được tin tức này. Cô cảm giác đó giống như là một trò đùa thì đúng hơn. Nhưng linh mục cũng đành hết cách, khi biết được tin này ông ta cũng cả kinh giống cô. Đôi mắt của Pesentra ngày càng âm u, cảm giác như cơ thể của mình đã rơi xuống vực sâu không đấy. Nhất thời nghĩ đến hoàng thái tử. Pesentra lập tức đứng dậy muốn đi tìm anh, cô cho rằng anh sau khi nghe được tin tức này cũng sẽ không bỏ rơi cô cô lao ra cửa muốn ngay lập tức nhìn thấy hoàng thái tử tiếng bước chân vang vọng khắp cung điện pecentra hớt ha hớt hải chạy dọc theo hành lang của cung điện muốn tìm hoàng thái tử bỗng nhiên một giọng nói gọi tên cô vang lên ngay khi pecentra vui mừng nhận ra giọng nói quen thuộc này là của hoàng thái tử thì hắn đã nhanh chóng nói ra đề nghị hủy hôn ánh mắt lạnh lùng không một tia ấm áp nào nhìn pecentra ngay tại lúc này pecentra không thể thốt ra bất cứ câu nào cô xót xa nhìn về hướng của hoàng thái tử nhưng hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng ban nãy, tỏ ý mình có lỗi với Pcentera khi đã nói ra điều này. Pcentera cúi gầm mặt, cô tự hỏi mình có thể níu kéo lần nữa không. Hai tay cô run rẩy nhớ lại chuyện lúc nhỏ, chàng hoàng thái tử nhỏ bé luôn giang rộng vòng tay chào đón cô gái bé nhỏ Pcentera. Họ đã ở bên nhau được ngần ấy năm vô cùng yêu thương nhau. Pcentera vẫn còn một chút hy vọng với quá khứ của bọn họ có thể níu kéo được hắn, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia, Pcentera biết đó là thứ thái độ mà hoàng thái tử dành cho mình hoàng thái tử tiếp tục nhắc lại cho cô nhớ lời tiên tri đã thay đổi trong phút chốc pcentra không tự chủ được mà lui ra phía sau ngay tại lúc này một mớ cảm xúc ngổn ngang bao trùm lấy cô pcentra cuối cùng cũng thả lòng bàn tay giống như thể hiện cô chấp nhận buông bỏ cô làm vậy để giữ lấy lòng tự trọng của bản thân những ngày tháng bên nhau trong 18 năm hắn đã từ bỏ chỉ trong một khắc vì lý do là lời tiên tri pcentra ngay lập tức hồi phục trạng thái nói mình chấp nhận hủy hôn sau đó xoay người dứt khoát bỏ đi mối quan hệ của bọn họ chính thức kết thúc tại đây đó là cách một tháng trước khi cưới của hai người Buổi sáng tinh mơ những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào cửa sổ. Pencenta đang nằm ngủ trên giường, bị đánh thức bởi thứ ánh sáng chói lóa của mặt trời. Cô nhận ra hôm nay hầu gái không đến như mọi hôm nữa, liền nhẹ nhàng bước chân xuống giường, đi về phía bàn trang điểm, đồng thời tháo chiếc vương miện ra. Cô dường như đã thật sự chấp nhận mọi thứ đang diễn ra với mình. Pencenta ngồi bất động ở bàn trang điểm, bỗng nhiên bên ngoài cửa phòng phát ra tiếng ồn ào cãi và khiến cô vội gạt nước mắt đi, hướng về phía cánh cửa. Trong phút chốc cánh cửa bị mở toạc ra trong lúc Pesentera không biết chuyện gì đang xảy ra, thì một bóng người nhỏ nhoi bước vào. Hành động đầu tiên sau khi cô ta bước vào phòng là nở một nụ cười trào phúng. Sau đó lại bày ra vẻ mặt ngây thơ chào hỏi Pesentera, xin chào thưa công chúa. Pesentera vô cùng chứng mắt với hai từ công chúa này, thông qua ngoại hình và mái tóc hồng cô cũng lờ mờ đoán được thân phận của đối phương. Ngay khi Pesentera chưa kịp lên tiếng đáp lời thì cô gái tóc hai sừng kia đã nói, rất hân hạnh được gặp người. Sau đó tự giới thiệu về bản thân mình, hóa ra cô ả tên là Neber chủ nhân mới của lời tiên tri. Pecentra nghe xong thì lờ mờ đoán được đứa trẻ này chính là hậu duệ của Lotera. Vì không thấy Pesentera đáp lại lời mình nên Neber đã lên tiếng gọi cô thêm lần nữa. Lần này Pesentera đã phản ứng lại câu đầu tiên cô nói với Neighbor là tôi nghĩ là tôi chưa từng cho phép cô vào đây nhưng mà thôi không sao. Neighbor dường như không để tâm đến lời của Pesentera, cô ả ngó nghiêng chú ý mọi thứ xung quanh căn phòng của Pesentera. Ngay khi Pesentera hỏi Neighbor đến đây có việc gì thì ả à đã tự ý đi đến bàn trang điểm của cô. Neighbor cầm chiếc vương miệng lên tỏ ý đây là nơi mình sẽ ở nên muốn đến xem một lần nói xong liền đặt chiếc vương miện lên đầu sau đó quay sang hỏi pesentera chiếc vương miện có hợp với mình không pesentera có chút bất mãn khi phải giao hết tất cả những gì mà mình có cho một đứa trẻ như thế này vì vậy mà cô đã nói mình không hề thích hành động của neber hộ vệ bên cạnh nghe thấy vậy thì xoắn suýt ngăn chặn hành động lỗ mãng của neber nhưng ả à ta mặc kệ với lời nói này của hộ vệ ả à cho rằng hiện giờ căn phòng này sắp trở thành phòng của mình nên mình có quyền làm mọi thứ ở đây nghe được điều này pesentera chỉ nhếch mép cười khinh cô tiến về phía của ả à neber Khiến Neighbor nghĩ Pcentera đang vô cùng tức giận với hành động của mình, vì vậy mà đã lên tiếng trò phúng. Nhưng điều mà Pcentera muốn nói là ngay cả khi lời tiên tri được thay đổi và đây sẽ sớm trở thành phòng của Neighbor, nhưng vẫn còn sớm, sự vô lễ khi tự ý đi vào phòng của người khác khiến Pcentera không biết phải hỏi tội ả như thế nào đây. Neighbor cho rằng Pcentera đang nhầm lẫn về điều gì đó. Cô ta dõng dạc nhắc lại mình mới chính là chủ nhân của lời tiên tri, đồng nghĩa với việc sẽ trở thành hoàng thái tử phi. Pcentera lắc đầu chịu thua với con người đần độn trước mặt. Cô dùng giọng điệu thanh lãnh thông báo cho Neighbor biết sự thật là hoàng đế điện hạ đã không để mình rời khỏi nơi này. Cũng có nghĩa chính Pcentera mới là vợ sắp cưới của thái tử điện hạ, là chủ nhân của lô đài này. Vì vậy mà cô à Neighbor chỉ là người dưới quyền của Pcentera, đó chính là ý chỉ của hoàng đế. Thấy Neighbor ấp a ấp úng không thể phản bác được câu nào, Pcentera tiếp tục tấn công nói, "Lẽ nào tiểu thư là người được tiên tri, nên đã coi bản thân mình còn cao quý hơn cả hoàng đế đó chứ. Câu nói này khiến Neighbor hoảng sợ tột độ. Pcentera thừa dịp lúc này hất chiếc vương miện trên đầu cô à xuống. Chỉ thẳng mặt Neber ra lệnh cho người hầu đưa cô ta đi, trói hai tay cô ả và đưa lên ngựa về cho công tước Lotela. Đám người hầu đứng bên ngoài có hơi chần chừ do dự. Pesentera lúc này mới nói tiếp, cô không biết ả Neber vào đây với mục đích gì nhưng đây đã xem như là hình phạt rộng lượng mà Pesentera đưa ra cho ả rồi. Trong phút chốc hộ vệ xông vào bắt lấy Neber dưới sự vùng vẫy của ả. Bọn họ nhanh chóng kéo ra bên ngoài phòng của Pesentera. Sau khi chứng kiến người đã được đưa đi, căn phòng trở lại đang vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Pesentera mới ngồi sụp xuống ghế cô cảm thấy nực cười khi tên điện hạ kia muốn thay thế mình ban đầu hắn đã chọn pecentra bây giờ lại chọn một cô tiểu thư trẻ con như thế này càng nghĩ pecentra càng gục mặt xuống tâm tình vô cùng ảo não sau khi lấy lại tinh thần cô quyết định cho hoàng thái tử kia trả một cái giá thích đáng cho những hành động mà anh ta gây ra pecentra đang đi dọc hành lang của cung điện thì phát hiện có tiếng ai đó dường như nói về mình họ cho rằng cô đã bị thần linh bỏ rơi đi được vài bước thì pecentra phát hiện hai thị nữ đang túng tụng cười nhạo phỉ báng về thân phận của mình hiện tại Họ vô cùng đắc ý khi bây giờ thì gia tộc Pcentera phải nhận lấy một cái kết ê e chề, đứa con gái út yêu quý đã bị thần linh bỏ rơi. Pcentera Sia nghe được những lời này thì vô cùng khó chịu. Cô nhanh chóng bước về phía trước, đứng trước mặt hai ả thị nữ khí thế hừng hực bảo bọn chúng nhắc lại lời vừa nói. Hai ả thị nữ biết lời nói của mình đã bị Sia nghe thấy nên vô cùng hoảng sợ. Bọn chúng run rẩy cúi người xin lỗi cô. Nhưng Pcentera Sia sao có thể bỏ qua, cô gằn giọng lặp lại yêu cầu vừa nãy tỏ ý rằng theo lời mà bọn họ nói mình không phải là điện hạ nên tại sao bọn họ lại trước mặt mình tỏ ra vẻ hoảng sợ như thế. Hai thị nữ biết mình vừa chọc giận Esia nên luôn miệng xin lỗi cô. Lúc nãy một tiếng nói từ đâu vang lên phàn nàn về bầu không khí ồn ào lúc này. Nhìn bóng dáng của nữ hầu đi tới Esia nhanh chóng nhận ra thân phận của người này. Bà ta vừa nhìn thấy Esia, đã nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ. Esia cảm nhận được sự ghét bỏ từ trong ánh mắt của bà, nhắm mắt cô cũng biết nữ hầu đã chăm sóc mình khi còn nhỏ tới lúc này đây cũng hoàn toàn quay lưng với mình. Esia chấp nhận tất cả sự thật hiện giờ, cô quyết định đi lướt qua người nữ hầu rồi buông câu phiền phức quá đi hết đi hiện giờ trong lòng của pcentra sia tràn ngập nỗi thất vọng đối với những người xung quanh mình tất cả mối quan hệ trước đây cũng chỉ đến đây mà kết thúc sia đi đến một căn phòng lớn hơn trong cung điện vừa bước vào cô đã nhìn thấy hoàng thái tử đang ung dung ngồi trên bàn suy tư điều gì đó sia không nghĩ rằng mình có thể gặp anh ấy ở phòng tiếp kiến nhưng hiện giờ mọi thứ không còn gì nữa bọn họ không còn là một gia đình như lúc trước vừa thấy sia hoàng thái tử đã vội lên tiếng gọi tên cô lúc này sia mới nói rằng để người chờ lâu rồi hoàng thái tử cho biết mình không hề chờ cô lâu như vậy thấy thế sca im lặng ngồi vào vị trí đối diện của hắn cô thầm nghĩ rằng nếu chuyện đó không xảy ra có lẽ ngày nào mình cũng sẽ thấy được gương mặt này của hoàng tử nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác đi những kỷ niệm lúc nhỏ hai người ở bên nhau sca luôn nhận được sự quan tâm của hoàng tử cho đến khi trưởng thành bọn họ vẫn là thanh mai trúc mã của nhau nhưng kể từ giây phút đó mọi thứ đã hoàn toàn hóa cho bụi đối với sca bỗng chốc cô lên tiếng có chuyện muốn nói về hoàng tử về chuyện lần trước hắn đã tò mò con trai của người hầu phòng hiện tại đã quyết định đảm nhận vị trí hầu phòng chính của lâu đài của hoàng đế rồi hoàng tử ban đầu nghe thấy thì không phản ứng hắn chăm chăm nhìn sắc mặt của Esia. sau cùng mới lên tiếng tỏ ý rằng trông cô thật sự không quan tâm về chuyện hủy hôn kia Esia lạnh lùng nhìn hoàng tử hỏi hắn đây là muốn cô trở nên kích động sao đối với Esia mà nói nếu như khóc lóc có thể thay đổi được mọi chuyện thì có lẽ chính bản thân cô cũng sẽ khóc nhưng mà đây là lòng tự tôn cuối cùng của cô vì vậy Esia quyết định sẽ cố gắng che giấu cảm xúc thật tốt trước mặt con người tuyệt tình kia thấy thế hoàng tử nắm chặt lòng bàn tay tỏ ý không can tâm anh hỏi cô thực sự đến tìm mình chỉ để nói về người hầu phòng thôi hay sao sca đương nhiên còn một chuyện nữa muốn hỏi hoàng tử đó là khi nào mình mới có thể rời khỏi hoàng cung trong phút chốc câu hỏi này đã khiến ánh mắt của hoàng tử trở nên kích động Thay thế sca tiếp tục nói tiếp cô thừa biết hoàng tử sẽ là người quyết định trong chuyện này nên muốn hỏi ý kiến của anh hoàng tử trầm mặt hỏi cô muốn ra ngoài đến vậy sao sca không chọn trả lời câu hỏi này cô chú tâm thương thức ly trà trên tay thay vì để ý đến hắn thay thế hoàng tử đứng bật dậy nói rằng hãy làm những gì mà cô muốn sau đó đi ra khỏi phòng sca sau khi nghe thấy lời này cô cũng chỉ liếc nhìn qua loa bóng lưng của người kia màn đêm dần buông xuống sca vẫn ngồi trong phòng nhìn sấp tài liệu trên tay đây là những tài liệu quý giá mà cô định tặng cho hoàng tử khi hắn trở thành hoàng đế sca sầu não tự hỏi tại sao mình lại chăm chỉ gom lại những thứ tài liệu như này đến cùng tất cả đều trở nên vô nghĩa thời gian trở về 8 năm trước khi mà sca chỉ còn là một cô bé chăm chỉ luyện tập đấu kiếm do tổ chức thân thể không tốt nên chỉ với vài chiêu cũng khiến sca thở hồng hộc Lúc này hoàng tử từ đâu bước đến gọi tên cô. Hắn nói với Esia, nếu không thích thì nàng không cần làm đâu, dù vậy Esia nói mình đã nghe từ phía bệ hạ nói rằng là người của hoàng thất thì phải tự bảo vệ được mình. Hoàng tử thì lại cho rằng, cô viết chữ đẹp hơn anh, khả năng xử lý công việc cũng tốt hơn. Nói rồi lấy thanh kiếm từ trên tay của Esia, bảo đảm rằng mình có thể bảo vệ cho cô. Lời nói này đã khiến Esia bé nhỏ cảm động. Lúc đó cô cho rằng, anh ấy đã làm tốt mọi thứ và còn an ủi mình nữa. Cả việc nắm tay cô trực tiếp nói rằng bọn họ là bạn đời của nhau hoàng tử cũng làm. Còn hiện tại thì SCA thừa biết đó là những lời nói vô cùng vớ vẩn. Cô để xấp tài liệu bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của cây nến, phải bỏ đi những thứ không cần thiết. Ngọn lửa đốt cháy mãnh liệt, cho tàn được SCA thả trong gió như là một lời cắt đứt đối với người kia. Bỗng nhiên cô chú ý lên bầu trời, một con chim đang bay tới đây trên chân còn buộc một tờ giấy. Thấy thế SCA vươn tay đỡ chú chim. SCA lờ mờ đoán được ai đã sử dụng phương thức này để liên lạc với mình. Sau khi đọc được nội dung của bức thư, SCA biết suy đoán của mình là đúng, là cha đã gửi bức thư này đêm đen thanh vắng không một tiếng gió. Esia đang ngồi cẩn thận đọc lại nội dung bức thư mà cha đã gửi, thì một bóng dáng của to lớn ngoài cửa bước vào, là Esia đã cho gọi hắn tới. Người này là Asa, đây là người hầu trung thành của gia đình công tước Pcentera. hắn đã được đưa vào hoàng cung này mà ngay cả cha của Esia cũng không biết. Hắn được coi như là con răm gam nhỏ của cô. Esia hào hứng mời Asa vào phòng. Thấy thế Asa trực tiếp bước đến bên Esia, hắn ngay lập tức quỳ xuống, vươn tay muốn hành lễ với cô. Esia cũng không ngại vươn tay ra, đặt bàn tay nõn nà của cô lên tay hắn. Asa hôn lên mu bàn tay của Esia như một lời chào hỏi lịch sự. Tiếp đó hắn hỏi mục đích mà Esia gọi mình đến đây. Đương nhiên là Esia có việc cần nhờ Asa giúp. Cô muốn hắn lan truyền cho mình một tin đồn. Là tin đồn về tiểu thư của gia tộc Lotella. Hầu tước của nhà Lorela mặc dù có địa vị là hầu tước, nhưng quyền lực tiền tài và uy quyền, họ lại không có thứ gì trong số đó cả. Lý do chính là ba đời trước hầu tước phu nhân vì vẻ đẹp của bản thân, mà bà đã làm tổn thương những người yếu đuối. Esia đưa cho Asa một số tài liệu, căn dặn hắn hãy dùng tài liệu này để sử dụng cho công việc khi đó asa dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn sca nhưng sau cùng vẫn là đón lấy sấp tài liệu mà cô đưa sca thong dong nói sơ qua về nội dung của sấp tài liệu này cô cho biết tiểu thư lotella đã bắt cóc những đứa trẻ thuộc tầng lớp nghèo khổ sau đó còn không quên hỏi asa nghĩ sao về chuyện này asa nhàn nhạt, nhạt đáp lời tiểu thư lotella trước đây đã từng lan truyền những điều ác ý về công chúa sca mân mê chú chim đưa thư lúc nãy cô không hề phủ nhận những lời mà asa đã nói trong quá khứ neighbor đã từng lan truyền tin đồn ác ý về mình nói rằng cô ngông cuồng hoặc là thao túng cấp dưới của mình những tin đồn đó đối với Esia mà nói chỉ giống như là trò đùa của mấy đứa trẻ Asa bên cạnh cảm thấy không thể để công chúa phải chịu khổ được bỗng dưng anh im lặng suy tư một lúc lâu sau đó bất chợt lại rơi nước mắt khiến Esia ngồi một bên kinh ngạc ngươi đang cố nói chuyện với ta như một người vừa bị ta mắng đấy hả? lấy nước mắt ra làm bằng chứng sao Asa không phủ nhận phán đoán của công chúa hắn phải làm như thế nếu không thì sẽ có người nghi ngờ về việc hắn là người hầu duy nhất được phép vào gặp công chúa cảm thấy thời gian không còn sớm nên SCA bảo Asa có thể đi cô vô cùng thưởng thức trí thông minh nhanh nhẹ của Asa. Trong phút chốc Asia tiếp tục đốt những tờ tài liệu còn lại. Vừa đốt tài liệu Asia vừa nghĩ đến Lotella Neighbor. Cô giận lòng sẽ khiến ả ta phải trả giá đắt vì dám động vào công chúa duy nhất của Pesentera. Buổi sáng tinh mơ không khí vô cùng dễ chịu, một dáng người đứng vững như núi nhìn về phía xa xăm. Bỗng nhiên có một âm thanh kêu lên, Đức Giáo Hoàng. Người này vừa bước đến thông báo cho Đức Giáo Hoàng biết công chúa Pesentera đã bị cuốn vào một vụ bê bối. Người đàn ông được gọi là Đức Giáo Hoàng nghe xong thì cười mỉm nói, như thế thì không được rồi, Sia center đáng lý ra phải là của ta tên cấp dưới tiếp tục nói tiếp chủ nhân mới của lời tiên tri là tiểu thư lotella cũng dính tai tiếng lời nói này khiến đức giáo hoàng trong phút chốc hượng người lại sau một lúc thì bật cười thật lớn khiến người bên cạnh cũng phải giật mình đức giáo hoàng thần thần bí bí đoán đây thì ra là mưu đồ của công chúa hắn cảm thấy cô gái này rất thú vị theo đúng như kế hoạch đức giáo hoàng sẽ được gặp gỡ p center hắn vô cùng mong tới khoảnh khắc có thể gặp được cô bên này p center đang cật lật thu dọn hành lý vì đã tháo gỡ cái mắc hậu duệ của thành nữ nên hiện giờ cô cần rời khỏi hoàng cung quay trở về phủ công tước Esia cần sắp xếp lại mọi thứ cô chụp lấy chiếc hộp nhung trên bàn đây là nhẫn đính hôn do hoàng thái tử ban tặng lúc này Esia rung chuông gọi thị nữ ngay tức khắc một cô gái bước vào dự kiến Esia nhìn thấy đối phương Esia thầm đoán rằng lần đầu tiên mình nhìn thấy gương mặt sau khi hủy hôn rồi thì người hầu cũng đã bị thay đổi thấy Esia không phản ứng khiến thị nữ phải lên tiếng nhắc cô sau khi lấy lại tỉnh táo Esia đưa cho hầu nữ chiếc hộp nhung dặn dò cô ta hãy trả nó về cho hoàng thái tử điện hạ sau khi hầu nữ tuân lệnh đi trả lại đồ cho hoàng thái tử Esia tiếp tục làm việc mình cần làm cô bước đến bên cạnh chiếc tủ lớn quyết định mình sẽ phải chọn một vài bộ trang phục để mang vứt đi qua một lúc lâu sau đó Esia vẫn còn đang trong lúc xử lý đống trang phục của cô ý định của Esia là muốn vứt bỏ đi mấy bộ trang phục phù hợp với hoàng thái tử điện hạ bỗng chốc tiếng gõ cửa vang lên khiến Esia chú ý đến là thị nữ ban nãy bước vào mang theo vẻ mặt bối rối cô nói rằng thái tử điện hạ nhờ mình nói lại rằng Esia hãy trực tiếp mang đến nghe được lời này trong lòng Esia cảm thấy vô cùng quỷ dị đây là chiếc nhẫn mà hoàng thái tử đã trao cho cô lúc hai người còn chưa trưởng thành. Khi ấy Esia vô cùng cảm động trước món vật mà hắn tặng cho mình. Nhưng hiện giờ mọi thứ đã khác, Esia biết chuyện lần này mình cần phải chủ động đưa đến cho hắn. Bỗng dưng thị nữ ban cạnh lên tiếng gọi Esia. Cô ấp úng mở miệng hỏi Esia, công chúa điện hạ người không sao chứ? Esia dường như chưa hiểu lắm câu hỏi của thị nữ. Thấy thế thị nữ cật lật bày tỏ bản thân mình chỉ là đang lo lắng cho Esia nên mới hỏi như thế. Esia p center cho phép thị nữ tiếp tục nói hứa rằng mình sẽ không khiển trách cô ấy vì thế mà thị nữ lấp là lấp lửng nói có tin đồn đáng sợ về tiểu thư của hầu tước lotella nếu cô ấy trở thành hoàng thái tử phi lời chưa nói hết đã bị sca chen ngang dfng sắc mặt nghiêm túc hỏi tên của thị nữ trong phút chốc thị nữ bị run sợ trước nét căng thẳng của công chúa nhưng cô vẫn không quên giới thiệu mình là azen portuba nghe đến cái tên này sca đoán ngay đây là con gái của một tử tước bồ đào nha cô cảm thấy người này có thể sử dụng bên mình được thời gian cứ thế tiếp tục trôi sca đúng như đã hẹn đến phòng của hoàng thái tử ngay khi vừa bước vào đã gặp điện hạ đang ngồi nghiêm túc xử lý công vụ SCA đến đây vì anh ta bảo cô trực tiếp mang đến, nhưng ngay khi cô đến thì lại tiếp đón cô bằng thái độ như thế này. Nhất thời SCA quyết định giữ im lặng, cô lẳng lặng nhìn xung quanh căn phòng thì có một thứ khiến cô phải chú ý. Một lọ hoa được trang trí đẹp mắt đặt trên bàn. Đó những bông hoa mà SCA đã tự tay trang trí. Cô mân mê từng đóa hoa diễm lệ, thầm nghĩ thời gian cứ thế trôi qua, không nhất thiết phải bỏ đi những bông hoa héo úa mà cứ để nguyên như thế. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì hoàng thái tử từ lúc nào xuất hiện đằng sau lưng hỏi, nàng đến để trả lại chiếc nhẫn sao? Nghe được giọng nói quen thuộc, SCA quay lại theo phản ứng đập vào ánh mắt cô là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Trong phút chốc hai người rơi vào khung cảnh tình bể tình lãng mạn. Sia nhanh chóng đáp lại lời của hoàng thái tử. Trước mặt hắn cô đưa ra hộp nhung có chứa chiếc nhẫn bên trong, nói rằng vì nghe nói hoàng thái tử muốn mình trực tiếp mang đến nên cô đã đến đây. Sau đó lại dùng ánh mắt hờ hững xác minh lại lần nữa, không phải sao? Nhất thời hoàng thái tử không thể nói thêm lời nào nữa. Hắn chỉ qua loa ậm ừ rồi vươn tay nhận lấy hộp nhung. Cảm thấy mọi chuyện đến đây đã xong nên Sia chuẩn bị về lại phòng mình tiếp tục xếp đồ. Trong lúc đang nói lời cáo biệt với hoàng thái tử thì Sia không cẩn thận đụng vào lọ hoa khiến nó từ trên bàn rơi xuống sàn vỡ vụn ra từng mảnh những cánh hoa màu vàng cứ thế vươn vải trên sàn sia nhất thời chấn kinh khiến cô phải lảo đảo đứng không vững trong phút chốc hoàng thái tử tiến lại gần đỡ lấy cô không tự chủ mà nói đừng rời đi sia như không thể tin được những lời này là do hoàng thái tử nói nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đẩy hoàng thái tử ra khỏi người mình không quên nói rằng chúng ta không còn là mối quan hệ đính hôn nam nữ không nên gần gũi quá như thế này hoàng thái tử nghe được những lời này thì mím chặt môi ngay lập tức hắn buông tay mình ra khỏi người sia Đầu không ngoái lại nhìn cô thừa nhận rằng lời vừa nãy SEA nói là đúng. SEA cũng không dây dưa thêm với người đàn ông này, cô nhanh chóng xin phép mình đi trước. Thấy thế hoàng thái tử không nhịn được mà giở giọng mỉa mai, nghe có vẻ như nàng là một người bận rộn nhỉ, chẳng phải bây giờ nàng không có việc gì sao? Nàng đâu còn là người của lời tiên tri nữa đâu. SEA mặt không biến sắc đáp lại lời của hoàng thái tử, dù sao thì ngài cũng không bận sao, thời gian tôi sống ở đây đã lâu lắm rồi, tôi phải mất thời gian để sắp xếp hành lý. Hoàng thái tử nhất thời lưu ý hai từ hành lý mà SCA nói. Hắn phản ứng lại đi đến bên cô. Cái động hỏi rốt cuộc là cô đang muốn nói về điều gì? SCA lười giải thích với đối phương, cô qua loa nói rằng mình phải trở về nhà công tước, vì như hắn đã nói cô đã không còn là cô gái của lời tiên tri, vừa nói SCA vừa xoay người chuẩn bị rời đi. Bất chợt hoàng thái tử níu lấy cánh tay cô. Hắn quyết không để SCA rời đi ngay lúc này, nói rằng mình có chuyện muốn nhờ cô. SCA cũng không cự tuyệt nhưng cô cũng sớm đoán ra việc mà hoàng thái tử muốn nhờ. Nhìn về số tài liệu trên bàn, SCA biết hoàng thái tử muốn viện cớ nhờ cô giúp đỡ mình xử lý đóng giấy tờ kia để có thời gian ở lại hoàng cung vì vậy mà cô không ngại vạch trần tâm tư này của anh. Ngay khi hoàng thái tử bị nói chúng tim đen sắc mặt dần trở nên khó coi, Sia cũng không muốn dây dưa thêm với người này, cô trực tiếp hất tay của hắn ra khỏi người mình. Hoàng thái tử thu liễm tâm tư của mình nói, hãy coi như nàng không nghe thấy lời nói vừa rồi đi, có vẻ như ta không nên đặt kỳ vọng lớn ở nàng. Sau đó dứt khoát xoay người không muốn đối mặt với Sia thêm nữa, cho rằng bây giờ cô rời đi cũng tốt. Sia nghe thấy thế thì sắc mặt trở nên trầm xuống. Cô nhanh chóng cất bước đi ra khỏi phòng. Mặc dù cảm giác khó chịu vẫn còn âm ỉ trong lòng, cánh cửa bên trong cuối cùng cũng đã đóng lại, trả lại sự bình yên vốn có của nó. Nếu Esia quyết định rời khỏi đây như thế này, thì cô sẽ không thể quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa. Về đến phòng ngủ của mình, Esia mới lấy lại tâm trạng thoải mái. Lúc này tiếng gõ cửa lại một lần vang lên, là thị nữ Azen bước vào theo lệnh của cô. Esia ngoắt tay bảo Azen đến gần với mình. Ngay khi đến gần công chúa Esia, Azen tận mắt chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ. Hòa ra lúc nãy chân của Esia đã bị mảnh thủy tinh của lọ hoa cắt vào thịt khiến chân cô chảy máu sia nâng cái chân bị thương của mình lên tỏ ý muốn azen băng bó vết thương giúp azen đương nhiên không hề cự tuyệt lời đề nghị này cô nhanh chóng xoắn suýt giúp sia xử lý vết thương ở chân qua một lúc lâu sau mặc dù đã cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng khi băng bó cho sia azen không khỏi run rẩy vì sợ hãi cô không biết sia đang quan sát một cách toàn diện về mình azen một bên lo lắng cho rằng miệng vết thương bị hở ra nhiều quá nên gọi ngự y tới xem nhưng sia nhanh chóng bác bỏ cô nhìn azen thỏ thẻ bày tỏ rằng so với chuyện đó thì mình lại muốn tìm hiểu về thị nữ azen hơn Lời nói này khiến Azen trong phút chốc hớn hở phản ứng lại. SCA một bên cảm thấy vô cùng thú vị, cô hỏi Azen có phải tai của cô ấy rất thính hay không. Azen nhanh chóng gật đầu thừa nhận. Thấy thể SCA nói với Azen là mình muốn biết thêm về tin đồn của tiểu thư nhà Lotela, cô lấy lý do là vì bản thân hơi chậm trong việc hiểu biết về các tin đồn nên không thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Buổi tối tĩnh mịch ở cung điện, trên bàn bày đủ các loại bánh trà ngon miệng. Azen được SCA mời ngồi cùng để nói chuyện. Thấy thế thị nữ Azen liền thao thao bất tuyệt kể về những tin đồn mà mình nghe được, Neighbor đã cho bắt cóc trẻ con trong khu ổ chuột. Chuyện này đã nổi tiếng từ trước đây, gia đình hầu tước hiện giờ giống như là đang tắm trong vũng máu vậy. Nghe sơ qua một chút, Asia biết Asa đã làm rất tốt công tác lan truyền tin đồn. Bỗng dưng Azen lúc này lại nhìn Asia hỏi có phải cô đang lo lắng lắm đúng không? Vì một người như thế mà trở thành hoàng thái tử phi, tất của mọi người đều nói cô ấy không có tư cách. Asia bên cạnh tỏ vẻ bất lực vì tin đồn ngày càng lan rộng. Cô vừa như mình là người ngoài cuộc tỏ vẻ lo lắng không biết ai sẽ ở thành người của hoàng thất. Đột nhiên Asia lại chuyển hướng chủ đề muốn nghe chuyện của Azen nghe thế azen liền nhiệt tình hỏi sca cô có biết anh trai của mình không cái người mà thuộc gia tộc Potlu luba ấy sca có biết sơ qua đó là phụ tá của hoàng thái tử điện hạ azen rất phấn khích khi nghe được điều này cô và anh trai là hai anh em ruột nên mối quan hệ của bọn họ rất tốt nói là thế nhưng trong lòng của azen lại đang có một suy nghĩ riêng khác biệt cuộc trò chuyện dần đi vào hồi kết chú chim ban nãy đưa thư vẫn còn đậu trên cửa sổ sca nhanh chóng phát hiện ra được sự xuất hiện của chú chim này cô ngay lập tức nhận ra danh tính của con chim nên đã vươn tay nắm lấy nó trên người của con chim có một mảnh giấy nhỏ nhưng không có chữ. Sia thầm nghĩ không biết là chuyện quan trọng đến mức nào mà cha cô lại sử dụng một cách truyền đạt tài liệu bí mật như vậy. Bức thư được hơi trên ngọn nến nhỏ. Ngay lờ ao tức chữ trên bức thư hiện ra. Sia trầm mặt khi đọc nội dung của toàn bộ thư. Cô không kìm nén nỗi tức giận dùng tay nắm chặt lá thư, thật là một trò xảo quyệt. So với những gì mà hiện giờ cô nắm trong tay thì con nhóc tiểu thư kia chỉ biết cầm một tách trà mà thôi. Tại một nơi khác, Neberlotella đang bắt đầu bài diễn của mình, nhân danh Neberlotella và sự vinh danh của đế quốc gia tộc hầu tước hiện tại tuyệt đối sẽ không đối xử một cách tùy tiện với dân chúng hãy tin tưởng tôi tiểu thư của lời tiên tri chứ không phải là những tin đồn nhảm nhí vô căn cứ sca bên này cũng nhận được báo cáo từ asa về bài diễn thuyết của Neighbor hôm đó anh cho rằng đó là một mánh khóe xảo quyệt nhằm để đánh bay những tin đồn như thế này sca đương nhiên quen thuộc với chiêu thức này của ả à. cô đã từng nhìn thấy ả à neber kia sử dụng thủ đoạn này trước mặt mình cứ như thể cô ta là hoàng hậu nói đến đây sca có một việc muốn nhờ asa làm giúp bẵng đi một lúc lâu sau đó cô ngồi trầm ngâm một mình nhìn bức thư mà cha gửi đến trong thư ông tỏ ý lựa chọn là thuộc về phía cô. SCA quyết định sẽ không thể quay về một cách dễ dàng như thế, bởi vì cô chính là SCA P Center. Cô tự hỏi có nên nhờ người chặn con đường lại để bản thân có thể thời gian ở đây lâu hơn, bởi chính cô sẽ cần thêm thông tin về gia tộc hầu tước Lotella. Và đúng ngày mà SCA P Center về phủ công tước như dự kiến thì một trận mưa lớn xuất hiện, quản gia thông báo bởi vì sạt lở đất rất nghiêm trọng nên có lẽ SCA nên hoãn lịch trình quay trở về lại. SCA nhất thời bày tỏ kinh ngạc về sự trùng hợp này. Con đường duy nhất từ đây trở về lãnh thổ của công tước chẳng mấy chốc đã bị sạt lở sca thầm đoán có lẽ là do chính cha của mình đã động tay vào ngay khi nghe tin tức từ cô vào buổi tối hôm qua lúc này bên ngoài cửa xuất hiện hai bóng người cánh cửa nhanh chóng khép lại sca ngay lập tức đã thấy điểm lạ thường này cô bước đến gần cánh cửa cầm cây kiếm có sẵn trên tay hung mãnh vung một đường lên cánh cửa sáng nay cô đã cố tình làm hỏng khóa cửa giờ là lúc màn kịch mà cô chuẩn bị từ hôm qua mở màn sca tỏ vẻ bản thân mình ổn khi nghe thông báo này nhưng chính cô lại quan tâm đến cảm nhận của lotella neighbor kia vì đây chẳng phải là chỗ của cô ấy sao nếu cô trở về càng trễ thì có thể sẽ làm cho neighbor không được vui cô cũng lo lắng không biết rằng liệu chuyện đó sẽ xảy ra với những người trong tòa thành này giống như là xảy ra với mình nhân đây SCA cũng cố ý tiết lộ chi quản gia biết neighbor đã đến gặp riêng mình và yêu cầu phải nhanh chóng rời khỏi thành khiến cô vô cùng lo lắng liệu cô ta có làm gì ảnh hưởng đến cấp dưới của mình hay không quản gia nghe xong thì trầm mặt ông tán đồng với lời nói của SCA. SCA tiếp tục nói về vấn đề lãnh đạo đế quốc đối với neighbor kia cô tự hỏi liệu một tiểu thư đã từ bỏ lãnh thổ của mình thì có thể giữ vững được vị trí hay không quản gia có chút không hiểu ý tứ trong câu nói của Esia. Thấy vậy cô đành nói ra những gì mà mình điều tra được, cô ta đã lấy đi số tiền hỗ trợ đền thờ, nghe nói là cô ta đã dùng tất cả để mua váy áo và đá quý. Quản gia sau khi nghe xong thì tức giận vô cùng, ông căm phẫn với loại hành động rẻ mạt của neighbor kia. Esia nhân cơ hội tiến lên an ủi ông ta, cô cho rằng tiểu thư la kia chỉ biết cầm một tách trà mà thôi thì làm gì biết cách sử dụng tiền vào đâu được. Esia ngoài mặt thì tiếp tục nói về nỗi lo lắng của mình với neighbor nhưng sâu trong lòng cô lại vô cùng đắc ý vì mọi việc đều theo ý mình nếu như trở thành hoàng thái tử phi thì vẻ bề ngoài phải phù hợp đột nhiên quản gia nắm lấy tay của Esia. ông thà rằng đứng về phía Esia hơn là ủng hộ cô tiểu thư lo la kia ông và con trai sẽ liều mạng ngăn lại những hành động gây hại của neighbor. đôi mắt ông trở nên buồn rầu nhớ lại lúc Esia mới vào cung cô chỉ là một cô bé nhỏ nhắn và yếu đuối vậy mà bây giờ đã lớn lên nhiều rồi nói xong ông liền không quên việc hoãn lại lịch trình cho Esia. khi hoàng hôn buông xuống trong phòng chỉ còn có mỗi Esia. lúc này cô chỉ mong rằng những cô gái nghe lén ở cửa lúc nãy có thể lan truyền tin đồn cho thật chính xác SCA thật sự tò mò về việc lần này Lotella kia sẽ ra ngoài bằng cách nào sau tin đồn này. Ngẫm lại thì SCA cảm thấy tốt hơn nếu như cô ta chỉ là một đứa trẻ sức sực, nhưng cô ta lại ngáng đường mình bằng những thủ đoạn không nhất quán. Ngay cả hoàng đế cũng không dám đụng đến, là thanh gươm, chiếc khiên và là báu vật của đế quốc. Nàng công chúa duy nhất của công tước P Center. Cô chính là SCA P Center. Tất cả giờ đây đối với cô chỉ như là một ván cờ, mà neighbor chính là những con tốt thế mạng, chỉ cần thổi một chút gió là tiêu hết tiền của ngôi đền. SCA muốn la kia sẽ phải đi theo ván cờ mà cô đặt ra càng như thế thì chỉ một mình à ta mới sụp đổ. Sang ngày hôm sau cung điện lại một lần nữa đón ánh mặt trời. SCA đang ngồi đọc những bài báo cáo gần đây. Cô rất hài lòng khi tin đồn đã được lan truyền đi tốt. đúng là tin đồn thì cứ phải làm theo cách này. nhưng đó chỉ mới là mở màn. SCA quyết sẽ không dừng lại like ở chuyện cắt xén tiền ở đền thờ. với lý do là đứa trẻ của lời tiên tri, việc mang đến sự yêu quý và lợi ích cho đền thờ là điều cần thiết. những cơn gió cuồn cuộn xâm nhập vào phòng của SCA. cô vẫn đang ung dung nghĩ về chuyện sắp tới. ánh mắt của Esia mang theo hơi lạnh của cơn gió. Theo như cô được biết, trước đây các giáo hoàng hầu hết rất ôn hòa và không quan tâm đến công việc thế sự, nhưng dạo gần đây có tin đồn rằng giáo hoàng lần này có tính khác với những người trước đây. Có thể tính tình của đức giáo hoàng lần này sẽ gây khó dễ cho SCA. Để mà nói thì tiểu thư Lotella không còn là hầu tước sau khi sụp đổ, cô ta sẽ gặp rắc rối nếu là tổn hại đến ngôi đền, vì đây là nơi cạnh tranh với hoàng quyền. SCA tự hỏi sẽ ra sao nếu tiểu thư Lotella tiếp tục giao bán tên ngôi đền, nếu như bây giờ không đánh tan tin đồn thì có thể sẽ mắc phải sai lầm. Trong đầu SCA hiện giờ đang có ý định làm lay động đức giáo hoàng mới đến nếu chuyện này mà thành công thì ngay cả hoàng thái tử và tiểu thư la cũng phải gặp rắc rối tương tự để thực hiện được âm mưu lần này sca quyết định sẽ thử tìm hiểu về đức giáo hoàng mới này đức giáo hoàng bên nãy đang ung dung luyện kiếm bỗng dưng thuộc hạ bước vào cắt ngang quá trình luyện kiếm ngay khi đức giáo hoàng cho phép nói chuyện thuộc hạ đã nhanh chóng mở miệng thông báo việc sca p center muốn gặp đức giáo hoàng nghe xong được điều này đức giáo hoàng lộ một nụ cười nhẹ nhàng mặc dù rất muốn nhưng đây không phải là lúc mà sca gặp anh vì vậy đức giáo hoàng đã căn dặn thuộc hạ cẩn thận để ý đến thông tin về mình trong thời gian này ở hoàng cung Asia và Azen đang cùng nhau đi dạo trong ngự hoa viên. Asia gọi Azen đi đằng sau rồi cởi áo ngoài cửa mình ra. Tròn lên người của Azen nói rằng, trời hôm nay lạnh lắm nên mặc cái này vào đi. Asia nghe thấy lời từ chối khách sáo của Azen thì hỏi xem cô không thích lời khuyên của mình hay sao. Thấy thế Azen đành vội lên tiếng phản bác không dám từ chối Asia thêm lần nào nữa. Azen Potoba là em gái của Rubella Potoba phụ tá của thái tử. Đối với Asia mà nói người này vẫn còn hữu dụng, vậy nên cô nhất định sẽ thả mồi để câu được con cá lớn này. Sia vừa mân mê đóa hoa hồng vừa gọi tên của Azen, nhắc nhở cô rằng đừng gọi mình là điện hạ vì cô không là điện hạ nữa. Nghe thấy lời này Azen vô cùng bối rối xin lỗi Sia. Nhưng Sia không tức giận hay la mắng Azen, chỉ cần Azen gọi mình là công nương là đủ rồi. Azen vô cùng cảm động trước những hành động mà công chúa đối xử với mình. Hai người quyết định tổ chức một buổi trà chiều trong nhà kính. Đây cũng là lần đầu tiên Azen được vào chỗ này vì vậy mà cô vô cùng mới lạ với mọi thứ. Sia nghe thế thì mỉm cười dịu dàng. Đây là nơi thị nữ Azen không thể vào trừ khi là con gái của một gia tộc hào môn. Cô tỏ ý rằng vì anh trai của Azen là phụ tá của hoàng thái tử nên gia tộc Portuba cũng không tầm thường đâu. Azen nghe được điều này thì vô cùng vui vẻ. Cô tâm sự về hoàn cảnh của mình cho SCA nghe. Mình không thể tìm được nơi ở nên phải sống trong nhà của anh trai, những người hầu thường trở về nhà hoặc sống trong các khu nhà của cung điện nhưng cô thì ở nhà của anh trai. SCA hỏi Azen có thích anh trai của mình không. Nhắc đến anh trai gương mặt của Azen trở nên đỏ ửng, cô bày tỏ mình không thể nào sống mà thiếu anh trai. Nghe thấy thế SCA vô cùng vui vì cá đã cắn câu. Cô vươn tay về phía Azen tỏ ý mình đồng cảm với hoàn cảnh của Azen. Cô còn trẻ nhưng đã có thể sống xa gia đình cô rất tuyệt vời. Azen bị khen đến mức ngượng ngùng. nhưng cơ hội này, Sia hỏi về việc Azen và anh trai hay thường nói chuyện gì với nhau. Azen ban đầu có hơi không hiểu ý tứ trong lời nói của Sia. Thấy thế, Sia vội giải thích vì mình không có thời gian để gặp anh trai nên có hơi ngượng ngùng tò mò không biết những anh em ruột khác hay trò chuyện gì với nhau. Azen bị hành động dịu dàng của Sia làm cho ngẩn ngơ. Cô nắm lấy tay của Sia nói rằng bọn họ thường nói về những gì đã xảy ra trong ngày hoặc là điều mới mẻ mà mình học được, hay đôi lúc cũng nói về công việc. SCA lập tức chú ý đến hai từ công việc. Ngay lúc này đây cá đã hoàn toàn cắn câu, SCA thật sự có thể đào sâu hơn về công việc của anh trai Azen. Cô hỏi Azen trở thành phụ tá cho thái tử có khó không, vì mình thấy hai người họ hay chơi với nhau mỗi khi mà mình gặp họ. Trong phút chốc Azen bừng tỉnh, cô hiểu SCA muốn nói gì. Azen dần buông cánh tay của SCA ra. Cô bối rối giải thích vài hôm trước anh trai có nói với mình. Rất khó khăn để anh ấy vừa như vẫn ổn sau khi đền thờ mới xuất hiện, còn nói có lẽ Hoàng Thành sẽ đảm nhận phần việc mà ngôi đền đang làm. Vì vậy mà Azen cho rằng anh trai mình sẽ rất vất vả chứ không hề lo vui chơi như Sia đã thấy. Sia nghe đến đây thầm nghĩ ngay từ khi mình trở thành đứa trẻ của lời tiên tri sau đó lại trở thành Hoàng Thái Tử Phi. Mối quan hệ giữa đế quốc và đền thờ không tốt đẹp mấy, vừa lúc hiện nay tiểu thư Lotella đang thay thế mình. Vì vậy Sia muốn điều tra thêm về việc này, không quên trấn an tinh thần cho Azen để cô ta không sinh nghi. Azen thấy hành động của Sia trở nên dịu dàng như lúc nãy thì sắc mặt cũng dần tốt hơn. Sia bày tỏ có vẻ như quan hệ anh em bọn họ rất là thân thiết vì vậy mà mình có thể cảm nhận được anh của Azen đã phải cố gắng làm việc thế nào nhưng lúc này lại có một chuyện khiến Sia lo lắng đó chính là người anh trai ra chiến trường của Sia sẽ sớm trở về vậy nên khi gặp được anh ấy Sia không biết sẽ nói gì Azen thấy chủ nhân mình lo lắng thì vô cùng nhiệt tình muốn giúp đỡ Sia thấy vậy Sia vui vẻ đồng ý để Azen giúp mình sau khi cô ấy đi khỏi nhà kính người người có cần tôi giúp không ạ à? Sia mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi bày tỏ mình muốn thân thiết với anh trai nhưng mọi chuyện đều được giữ bí mật nên sẽ không sao nghĩ lại thì Esia không ngờ Azen lại có thể ngây thơ đến thế còn đặt tên cho mình là tên của vị thần ngay lúc Esia muốn tiếp tục thưởng thức trà thì một gương mặt vô cùng thân quen xuất hiện đó chính là hoàng thái tử bên cạnh anh ta còn có Neighbor nhí nhà nhí nhố nhìn hai con người này Esia mất hứng uống trà Neighbor tiến lên giả nai hỏi Esia đang làm gì một mình nhìn thấy người trước mặt không có ý tốt Esia thầm nhắc nhở cho à ta phải biết lễ nghĩa đàng hoàng không quên đâm trọt sang hoàng thái tử đang đứng bên cạnh như vậy có được không thưa điện hạ hoàng thái tử nhất thời không thể lên tiếng sca đành phải nói tiếp Tử thư lo có vẻ như là một đứa trẻ 3 tuổi không biết phép tắc nên tôi phải giải thích cho cô ấy tôi đã không chấp đến lời chào nhưng việc nói chuyện một cách tùy tiện là hành động vô lễ neber không những không tức giận mà còn mặt dày đáp lại cô không thể coi tôi là con gái của hầu tước bình thường được đâu công đương tuy không phải là hoàng thái tử phi nhưng cũng đã được đối đãi một cách xứng đáng với ngôi vị đó sca cảm thấy vô cùng buồn cười à ta thực sự không biết sự khác biệt giữa mình và à. sca nhận được sự đối đãi như này vì phía sau lưng còn có cả gia tộc p chống lưng cho cô vì thế mà cô đã tự nỗ lực rất nhiều để phù hợp với ngôi vị hoàng thái tử phi sia hướng về phía neighbor lotella nói rằng nếu ả còn dám cư xử như vậy nữa thì sẽ giống như lần trước ả có thể bị trói tay và bị đưa đi lần này vì đi theo hoàng thái tử nên neighbor không hề tỏ ra sợ hãi ả à ta nghĩ sia chỉ là đang hù dọa mình sia lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu cô không biết hiện giờ hoàng thái tử nghĩ gì mà có thể đem neighbor tới trước mặt mình còn đứng yên không hề nói một lời nào thái độ hờ hững của đối phương khiến sia không thể chịu thêm được nữa bỗng dưng neighbor lúc này hớn hở chạy về phía hoàng thái tử cô ta cố ý nắm lấy tay của hắn nói chuyện để tỏ ra thân mật trước mặt Esia. hoàng thái tử nhìn hành động lỗ mãng của neighbor thì vô cùng khó chịu Esia bên này thì không nghĩ tiểu thư lo teo la kia lại có thể thụ động đến thế theo tính cách của cô ta thì lúc nào cũng nghĩ địa vị của bản thân luôn cao hơn mình còn có giả thuyết cho rằng cô ta thực sự có mâu thuẫn với giáo hoàng bất chợt hoàng thái tử lên tiếng muốn để neighbor đi trước khiến Esia vô cùng kinh ngạc khi nghe được lời này hoàng thái tử hất tay của neighbor ra khỏi người mình làm cho ả à nhất thời bối rối không biết chuyện gì xảy ra ngay khi hoàng thái tử nhắc lại lời nói của mình muốn neighbor lui xuống trước, thì à ta mới lấy lại tinh thần cố gắng gượng cười lui xuống. Ngay khi neighbor Lotella bước đi, cô ta đã ném cho Esia một ánh mắt bất hận. Nỗi nhục hôm nay đã khiến Lotella phải ngậm mùm lại. Khi chỉ còn hai người hoàng thái tử đã chủ động ngồi xuống bàn trà cùng với Esia, vừa nâng ly trà Esia vừa nhìn về phía hoàng thái tử, hỏi hắn có chuyện gì muốn nói với mình. Hoàng thái tử nhất thời không lập tức lên tiếng. Ngay khi Esia đặt ly trà xuống bàn, hoàng thái tử đã tiến lại gần cô nói, ta nghe nói là nàng vừa nắm lấy tay của Esia Hoàng Thái Tử vừa tiếp tục nói dạo này có nhiều chuyện thú vị lắm Esia nhanh chóng rút tay mình khỏi tay của Hoàng Thái Tử hỏi chuyện gì thú vị cô tự hỏi chuyện đó có liên quan đến tin đồn của tiểu thư Lothela hay không Hoàng Thái Tử lặng lẽ nâng ly trả lên dùng ánh mắt giá lạnh nói với Esia nàng dừng lại ở đây là được rồi đấy Esia không ngay lập tức thừa nhận cô vừa hỏi đó là chuyện gì sau khi thưởng thức được ngụm trà Hoàng Thái Tử đã đặt ly trà về lại chỗ của Esia hắn cho rằng chuyện đó cô phải là người biết rõ hơn hắn Hoàng Thái Tử đứng bật dậy dùng giọng điệu cứng rắn nói với Esia đó chính là lời cảnh báo của hắn sia buộc phải dừng lại chuyện đó ngay lập tức hoàng thái tử vừa mân mê khuôn mặt của sia vừa đối chất về chuyện mà hắn cho rằng là cô làm ra sia đương nhiên không chịu để im cô hất tay của hoàng thái tử ra nói rằng hắn cảnh báo mình bao nhiêu đây là được hoàng thái tử bị lời lẽ đanh thép của sia làm cho sững sờ sia dùng ánh mắt chán ghét nhìn đối phương nhớ lại khi còn là một đứa trẻ khi còn bọn họ còn rất nhỏ sia luôn rất sợ hãi trước cuộc sống ngột ngạt của cung điện những lúc này hắn đã sẵn sàng vươn tay đón lấy cô Điều mà SCA thích ở tên này đó chính là hắn đã gọi tên của cô và nắm lấy đôi tay bé nhỏ giống như đang bảo vệ cô. Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ, lúc này đây SCA không bao giờ tha thứ cho những kẻ dám hé răng về chuyện của gia tộc P Center. Hành động của SCA chỉ là làm theo gia quy của gia tộc P Center, sau khi nói xong SCA đứng bật dậy. Thấy thế hoàng thái tử vội vàng gọi cô bằng cái tên thân mật là Sia. Trong phút chốc SCA bày tỏ mình không muốn hoàng thái tử gọi mình bằng cái tên này, bởi vì hiện giờ cô không phải là bạn đời của hắn nữa, mà chính là công nương của nhà P Center. Esia không đói hoài gì với hoàng thái tử. Cô bước đi mà không quay đầu lại nhìn hắn. Đúng lúc này xuất hiện tiếng bước chân. Esia nhanh chóng nhận ra có người nào đó đang đi theo sau mình. Cô nhận thấy có kẻ lặng lẽ đi theo sau chắc hẳn hắn ta muốn cô đến một nơi nào đó không có người, nếu đã vậy thì Esia sẽ giúp hắn ta tọa nguyện. Cô đi đến một nơi khác trong hoàng cung. Bên trong là Asa đang chăm chỉ làm việc. Vừa thấy Esia anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây. Ban nãy Esia đã cố ý đi đến nơi này vì cô dự đoán được khi mà lúc này người này cứ nhìn chằm chằm vào mình lén lút lấy lọ thuốc từ trong người ra đối chất cùng với người bám theo mình cô không sợ khi ở cùng với tôi sao hóa ra kẻ bám đuôi theo Esia đó chính là à tiểu thư Lotera ngay khi Esia hỏi cô ta làm gì ở đây thì neighbor chỉ cười nói rằng à có chuyện muốn nói với cô Esia trực tiếp hỏi đó là chuyện gì thì Lotera đã nhắc đến những tin đồn vô lý về mình gần đây à ta chắc chắn chính Esia là người đã tạo ra những tin đồn đấy Esia không phủ nhận lời neighbor nói nếu như ả à mà chịu ngồi yên thì cô đã không làm như thế rồi Neber biết SCA vẫn đang ghi hận về tin đồn mà đã lan truyền trước đó, nhưng cô ta bày tỏ đó không phải là ý của mình nên mình chẳng có gì để nói với SCA cả. SCA vô cùng cảm thấy buồn cười khi nghe những lời nói vô tri từ Neber. À, ta lúc này vẫn nở nụ cười giả nai nói rằng mình đến đây chỉ để nói với cô điều này. SCA nhanh chóng mở nắp lọ thuốc mà cô đã chuẩn bị trước đó. Đối với tiểu thư Lotela, cô chỉ khuyên ả một điều, nếu như không phải là cô đi theo tôi thì tôi sẽ không ngần ngại mà rắc cái này xuống đâu. Chỉ một giọt thuốc độc của SCA thôi cũng đủ khiến cỏ dại dưới đất bốc cháy. Điều này làm cho Neber đứng một bên có chút lo sợ. SCA không muốn dây dưa với con người này, cô bày tỏ nếu Neber muốn nói gì đó với mình thì có thể gửi thư trực tiếp đến nơi ở của cô, nói bao nhiêu đây cũng đã đủ hiểu với ả ta rồi. Bỗng chốc Neber không bỏ cuộc. Ả ta cười khúc khích nói với SCA, "Không phải cô chỉ cần để chuyện này không xảy ra là được sao?" Trong khoảng khắc đó SCA như không thể tin vào mắt mình. Chiếc nhẫn trên tay của Neber là chiếc nhẫn mà hoàng thái tử đã trao cho cô khi còn nhỏ, SCA đã trả nó lại cho hoàng thái tử vậy mà giờ đây nó lại xuất hiện trên ngón áp út của Neber. Mặc dù đã buông bỏ nhưng điều này vẫn khiến Sia cảm thấy khó chịu, tựa như à neighbor kia đang xỉ nhục vào mặt cô. Đúng như neighbor đoán, Sia đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình. Cô ta đắc ý xòe bàn tay có chiếc nói, đây là chiếc nhẫn mà điện hạ đã trao à. Nói xong còn không quên chào phúng cho rằng Sia đây là đang cảm thấy nuối tiếc. Nhưng đối với chị nhà những lời nói đó chưa đủ sức sát thương khiến cô giận. Sia mặt đầy mỉa mai nói rằng neighbor có vẻ thích đeo lại cái nhẫn mà cô đã từng đeo. Nếu mình mà là à thì tâm trạng sẽ rất tồi tệ. Ngay lập tức lời nói này đã thành công đả kích neighbor cô ta giảo hoạt nói rằng mình chỉ đeo một lúc trực khi có nhẫn mới mà thôi thấy đối phương đã nói như thế Esia cũng không muốn phí lời thêm với ả à. cô mở lời tiễn neighbor đi khỏi đây mặc dù lần này lại ăn thêm một cục tức nhưng neighbor không tiện phát hỏa ở đây cô ta xoay người nhanh chóng bỏ đi nhìn bóng lưng của tiểu thư lotella Esia trầm tư suy nghĩ về chuyện chiếc nhẫn lúc nãy ngoài mặt là nói như vậy nhưng trong lòng cô vẫn để tâm đến ngay khi neighbor đã biến mất hẳn Esia mới gọi asa từ trong một góc khuất ra Asa vội vàng giải thích Vi công nương nói rằng muốn mình ở bên cạnh nên cậu ta đã theo dõi người, nhưng đó không phải là điều mà Esia quan tâm. Asa cảm thấy may mắn khi chủ nhân không bị làm sao. Cậu có một thứ muốn chuyển cho cô xem. Đó là một phong thư được cất giữ cẩn thận. Esia đọc bức thư thì biết được hóa ra chiến tranh đã kết thúc. Asa cũng biết điều này, vì vậy mà cậu định sẽ quay trở về trong vòng một tuần nữa. Ba năm trước vương quốc Sefea đã yêu cầu giúp đỡ. Họ đã đề nghị rằng nếu chi viện chiến tranh cho họ thì họ sẽ trở thành thuộc địa cho đế quốc trong cuộc chiến tranh đó anh trai của sia là riyad p center đã tình nguyện tham chiến sia nghe nói rằng chiến tranh đã kết thúc một cách tốt đẹp mà không gây thiệt hại gì cho quân đế quốc nếu là một tuần thì cô cũng sẽ quay lại ngay thôi nếu vậy thì cho đến khi ấy đứa trẻ ấy cũng sẽ quay trở lại đó dường như là một tin tốt đơn với cô vì nếu như vậy s cửa sẽ có cách để tiếp tục lợi dụng cho ván cờ của mình ban đêm sia vẫn trằn chọc không thể ngủ được ngày mai những kỵ sĩ từng tham gia chiến tranh sẽ quay trở về vì thấy trời còn tối nên sia quyết định sẽ ngủ thêm một chút để lấy lại sức ngay khi nhắm mắt thì có một tiếng động khiến cô phải chú ý bên trên giường dài đầy những đóa hoa Sia nhanh chóng nhận ra NHUNH bông hoa này có độc là công nương của Presenter cô đã nuôi dưỡng khả năng chịu đựng chất độc trong lúc đang tự hỏi về những đóa hoa trên giường thì một tiếng nói phát ra từ cánh cửa chị tỉnh dậy rồi à người đó trực tiếp đi vào phòng của Sia đó là hoàng tử thứ hai của đế quốc Anpradovenetia. Venetia chàng trai cầm một đóa hoa hồng rực rỡ trên tay hỏi cô có thích không SCA không thay đổi sắc mặt nhìn thấy người trước mắt cô đã đoán được phần nào chủ nhân của những bó hoa kia ngay khi Sia định nói thì An Prado đã đưa đóa hoa hồng đỏ thầm trước trước mặt. Sia trong chốc lát có hơi ngẩn người. Cô lạnh nhạt nhận đóa hoa mà An Prado đã đưa, sau đó hỏi cậu vì sao lại xuất hiện ngay lúc này. An Prado thấy Sia cuối cùng cũng để ý đến mình nên vô cùng vui vẻ. Cậu ngồi bên mép giường nói với Sia rằng mình xuất hiện ở đây là để gặp cô. Khi chiến tranh vừa mới kết thúc là cậu đã chạy ngay đến đây, cậu đã lo lắng khi nghe tin lời tiên tri bị thay đổi giữa chừng. Sia tỏ ra mình không sao. Dù sao thì cũng đã 3 năm bây giờ An đã 16 tuổi, Đối phương chính là em trai duy nhất của Thái tử và đứa con ngoài giá thú của Hoàng đế. Esia không nghĩ cậu đã lớn như thế. Prado thừa nhận rằng mình đã trưởng thành lớn khôn. Bỗng chốc Prado cảm thấy mùi lòng. Cậu nhào vào lòng ôm lấy Esia, khiến cô trong phút chốc kinh ngạc bởi hành động này. Điều làm Prado quan tâm lúc này là Esia có nhớ cậu không? Đối mặt với câu hỏi chị không nhớ em à của Prado. Esia nhớ lại những ký ức nhỏ tuổi cùng với cậu em trai này. Lúc ấy Prado chỉ lặng im ngồi một mình trong góc. Bất chợt cậu bắt gặp Esia. Lúc ấy đang đi thẳng về phía trước, Esia ngoái đầu ngạc nhiên nhìn Anprado. Cậu hoàng tử bé nhỏ níu lấy tà váy nhìn cô với ánh mắt ngây thơ. Anprado níu lấy váy của Esia hỏi cô có bận không. Esia ngay lập tức biết Anprado cần gì. Cô ôm cậu vào trong lòng mặc dù bản thân chưa bao giờ chăm sóc cho em ấy trước đó, nhưng cũng từ đó Anprado lại lẽo đẽo theo sau cô. Bây giờ Esia cảm thấy tự hào khi thấy Anprado có thể trở về an toàn sau khi bị hoàng hậu ép buộc tham gia cuộc chiến. Hoàng tử bé nhỏ bày tỏ mình đã rất cô đơn trong 3 năm không có chị gái bên cạnh hồi cậu bước sang tuổi 13. ba sca đã cho phép cậu được tự ý vào phòng như một món quà sinh nhật vì vậy mà ban nãy cậu đã không ngừng ngại bước vào an prado cài một bông hoa đẹp nhất lên tóc của sca bông hoa màu hồng các tô điểm cho nét đẹp của cô sca không quan tâm quá nhiều như thế cô chỉ hỏi an prado lúc vào đây có ai bắt gặp hay không an prado cũng biết nên đã vô cùng cẩn thận khi bước vào đây mà không để ai nhìn thấy bởi cô chỉ vừa mới hủy hôn với thái tử giờ mà có tin đồn nhảm nhí nào lan truyền thì vô cùng rắc rối đột nhiên sca bước xuống giường an ngồi một bên lên tiếng cậu chần chừ một lúc lâu, rồi hỏi chị thực sự đã hủy hôn rồi hả? Esia cầm bông hoa trên tay nhìn về phía Anprado qua loa đáp lời. Câu trả lời thừa nhận của Esia khiến Anprado mỉm cười nhẹ. Esia thật sự đã hủy hôn với anh trai cậu. Anprado tiến lại gần Esia đang đứng ở cửa, nhẹ nhàng nâng đôi tay mảnh mai của cô lên, đặt một nụ hôn như gió lướt lên mu bàn tay của cô. Sau đó phấn khích muốn Esia cùng đi ăn sáng với mình, nhưng lời đề nghị này ngay lập tức bị Esia bác bỏ. Anprado còn chưa diễn kiến hoàng đế và hoàng hậu sau khi trở về. Ecia cố gắng thuyết phục Alfredo hãy đến gặp mặt hai vị kia trước rồi sẽ cùng cậu đi ăn vào dịp khác. Alfredo mặc dù có chút luyến tiếc nhưng vẫn nghe lời của Ecia, nhìn bóng lưng ủy khuất của cậu, cô không tin người này đã 16 tuổi. Sau khi bước ra khỏi phòng của Ecia, ánh mắt của Alfredo ngay lập tức thay đổi, nó dường như chất chứa một niềm vui sướng mãnh liệt. Lúc này Ecia đang đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mọi người đang cật lật làm việc. Ecia đoán bọn họ đang chuẩn bị cho yến tiệc chào đón đoàn kỵ sĩ trở về, bỗng dưng cô có một ý nghĩ lóe lên ở một bữa tiệc như này nếu một thái tử bị phế chốt đột nhiên xuất hiện thì biểu cảm của thái tử và cô ta hẳn sẽ rất thú vị Azen đang chuyển thư cho Esia sau khi chân thành cảm ơn đến Azen Esia mặt không biến sắc nhìn nội dung bức thư đúng như dự đoán anh trai của cô đã trở về dinh thự công tước suốt thời gian cuộc chiến tranh diễn ra công việc của người thừa kế đã chất đống lên rồi nhưng anh ấy vẫn có thể tham gia buổi tiệc Esia nghĩ mình phải chuẩn bị cho bữa tiệc đó nên đã nói với Azen về chuyện này cô hỏi Azen hôm đó có tham gia không thì biết được hôm đó Azen sẽ đi cùng anh trai bất chợt ánh mắt của Esia trở nên buồn bã hỏi Azen có thể giúp mình không. Azen nhìn thấy bộ dạng này của cô thì song sáo muốn giúp Esia. Thân thể của Esia đột nhiên co lại khiến Azen đứng bên cạnh vô cùng hoảng hốt. Cô quỳ xuống đất hỏi đã có việc gì xảy ra với công chúa Esia. Ban đầu Esia còn chần chừ nhắc tới mấy ngày trước, nhưng sau đó lại nói với Azen là hãy quên nó đi. Khiến Azen vô cùng bối rối, cô không biết đã chuyện gì khủng khiếp xảy ra với Esia nên đã tiến lên gặng hỏi. Được đà Esia bảo với Azen mình sẽ kể câu chuyện vài ngày trước cho cô nghe với điều kiện là cô phải giữ bí mật. Sau đó SCA nói rằng mấy ngày trước tiểu thư Lotella Neber đã từng đánh mình. Thời gian chậm rãi trôi đi, SCA hiện giờ đang ngồi suy nghĩ cách để hủy hoại Neber. Cô tính đến phương án làm à Neber thêm nợ nần nhưng vì nhà hầu tước Lotella đã nợ quá nhiều nên chuyện này không ăn thua. SCA ngẩng đầu hỏi Asa, người đã điều tra chuyện ta bảo nguyên hôm qua chưa? Asa thành thật báo cáo, thông qua công tước cậu đã đem về tất cả những thứ liên quan thuộc hầu tước Lotella. SCA hỏi có thông tin về nơi mà hầu tước đã vay tiền hay không? Thì được biết đó là từ thương hội nghe đồn con trai của chủ thương hội đã phải lòng tiểu thư là chuyện này không có trong ghi chép nên sca tò mò về những gì mà asa điều tra câu chuyện thực sự đằng sau asa cho biết hầu tước đã tìm ra điểm yếu của hắn ta sca thừa biết tìm ra điểm yếu đó cũng là sở trường của mẹ cô còn về phía công tước p center thì nghe là người con trai đã giết chết mẹ mình và giấu không cho cha biết đến giờ người cha vẫn chưa biết sự thật sca cho rằng hắn ít nhất cũng sẽ bị xử tử vì vậy mà cho vay một đống tiền vẫn tốt hơn bị xử tử rất nhiều bỗng nhiên asa nói rằng còn một chuyện khác quan trọng hơn nữa Cậu điều tra được có một nơi khác liên quan đến hầu tước đó chính là thần điện. SCA nghe xong thì cho rằng Lotella Neber là chủ nhân của lời tiên tri nên liên quan là điều hiển nhiên, nhưng Asa lại cho biết cậu điều tra được. Giữa bọn họ có một giao dịch xảy ra trước khi lời tiên tri thay đổi. Lời tiên tri đầu tiên, đó là thứ mà tổng giám mục muốn thông báo với tất cả mọi người. SCA nhất thời kích động hỏi Asa, ngươi có biết vì sao không? Theo như Asa được biết thì có thể tổng giám mục đang ở trong một mối quan hệ bí mật với con gái nhà hầu tước. Nói đến đây SCA cảm thấy vô cùng quái lạ, đối với tổng giám mục tình yêu là một điều cấm kỵ với một người sống cả đời chỉ để thờ phụng thần linh thì tình yêu ra ràng là trái cấm trong lúc cô đang tự hỏi vì sao tổng giám mục lại làm ra chuyện này thì asa từ đằng sau phủ lên một miếng vải tránh để sia bị cảm lạnh sia cần asa làm một việc giúp mình asa đương nhiên nguyện ý làm bất cứ thứ gì mà sia nhờ vả sia muốn biết thông tin về tiêu thư lotella qua lời của asa biết được điểm yếu của lotella Neighbor là dễ mềm lòng trước cái đẹp tỉ như quần áo trang sức hay thậm chí là đàn ông vậy nên lần này sia muốn asa quyến rũ à asa nghe xong thì nhắm mắt trầm tư nếu đó là điều Esia mong muốn thì cậu sẽ cố gắng hết sức. Vậy nên Esia cần tạo cơ hội cho cậu gặp tiểu thư Lotela. Nghe được điều này Esia vô cùng hài lòng, cô nhất quyết sẽ tạo cơ hội để hai người gặp gỡ nha. Asa chính là thanh kiếm mà cha tặng cho Esia. Anh ta lớn lên trong một bang hội được huấn luyện để trở thành sát thủ, nhưng vì một chuyện nào đê anh ta đã bị bỏ rơi. Khi ấy chàng thiếu niên trẻ tuổi ngồi trong một góc phố, may mắn được công tước p Center bắt gặp. Đó là lúc cha của Esia đưa anh ta về nhà. Sau khi Asa bước vào nhà công tước để phục vụ cho cha và gia tộc anh ta có thể làm bất cứ thứ gì. Hôm ấy Esia bé nhỏ đang trên đường trở về phòng. Vừa lúc thái tử đã cho phép cô nghỉ ngơi nên Esia muốn tận dụng khoảng thời gian này để đọc thêm sách mới. Bỗng dưng một ánh sáng hắt ra từ bên trong cánh cửa khiến Esia vô cùng tò mò, giờ này mọi người nên ngủ hết rồi mới phải. Vì thế mà cô đã không ngần ngại mở cửa ra xem thử. Đập vào mắt Esia bé nhỏ là hình ảnh máu me của Asa. Bỗng dưng lúc này lại xuất hiện một bàn tay nắm lấy chân cô khiến Esia vô cùng hoảng sợ. Cơ thể bé bét máu nằm ở dưới chân Esia đang cầu xin cô cứu lấy hắn. Bỗng chốc đã bị bàn chân của Asa mạnh bo dẫm lên. Cậu hướng về phía Esia nói cô hãy mau chóng về phòng. Esia không muốn về, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người lời qua tiếng lại, không để ý có một bóng người xuất hiện. Người ấy ra lệnh Asa giữ lại một tên. Sau khi phát hiện ra Esia ở đó thì vô cùng ngạc nhiên, người anh trai của cô có bộ dạng lấm lét máu giống với Asa xuất hiện. Esia nhất thời kích động càng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Riad nhanh chóng tháo găng tay dính máu đưa cho Asa sau đó nhấc bổng Esra lên, muốn đưa cô về phòng mặc kệ sự vùng vẫy của cô. Về đến phòng ngủ của Esca Riad sau khi đặt cô ngồi nghiêm chỉnh trên mép giường, thì ân cần hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở đó. Nhưng lúc này Esra chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra vừa nãy. Thấy tinh thần cuột cường của em gái, Riad chỉ đành xoa đầu dỗ dành cô. Trẻ em không nên thức khuya, những chuyện như vậy không đáng để quan tâm. Qua một lúc lâu sau, Esra cuối cùng cũng chịu nằm xuống giường theo lời của Riad. Anh vuốt ve mái tóc của em gái, sau đó hứa mình sẽ kể cho cô nghe ngay sau đó nói xong liền dịu dàng hôn lên trán của Esia. Sau khi xác định em gái đã không còn quấy nhiễu, Riad mới rời khỏi phòng. Lúc ấy nhìn phản ứng của những người hầu, họ dường như không chút bất ngờ với dáng vẻ của anh trai ta. Esia nhận ra mình là người duy nhất không hề biết gì. Mãi cho đến sau này cô mới biết được sự thật. Ngày hôm đó chuyện mà anh trai và Asa phải giải quyết là đám sát thủ gửi đến để giết cô, đứa trẻ của lời tiên tri. Đã có rất nhiều người hầu bị thương hoặc chết vì chuyện đó. Gia tộc P Center cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng Esia buộc phải cố gắng vượt qua tất cả từ khi chỉ mới là một đứa trẻ lúc này Esia đang đi dạo thì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn đám người này được Lotella gửi đến cô sớm thừa biết bọn họ theo dõi mình từ lâu hiện giờ là lúc quét sạch ván cửa này ngay khi đám người chuẩn bị xông lên Asa đã từ đâu xuất hiện trước mặt cậu đứng trước bảo vệ cho Esia ngay lúc cô muốn để Asa tiến lên xử lý thì Asa muốn chủ nhân thứ lỗi cho mình cậu sẽ diệt sạch bọn chúng nên xin người hãy nhắm mắt lại Esia bình tĩnh đứng một bên nhìn đám người chọn nhau Asa có thân thủ tốt nên nhanh chóng áp đảo được đám người này. Thêm vào đó là Essia ở một bên nhắc nhở cho anh bọn chúng tấn công từ phía bên nào. Asa nhanh chóng tiêu diệt bên đó. Máu tươi vươn vãi ra mặt đất. Sau một lúc thì Asa cuối cùng cũng đã xử lý hết đám thích khách, cậu tiến lại gần Asia. Quỳ một chân xuống tỏ ý nhận lỗi vì đã để cô nhìn thấy cảnh tượng này. Essia đương nhiên không để tâm đến chuyện đó, cô đưa khăn cho Asa lau máu trên mặt. Ban đầu Asa còn có ý muốn cự tuyệt vì đây là khăn của chủ nhân. Nhưng Essia nhất quyết đưa khăn đến trước mặt anh. Cô cho rằng Asa dính đầy máu là do mình vì vậy nên dùng khăn tay của mình là hợp lý asa rốt cuộc không thể cự tuyệt được nữa anh cẩn thận dùng khăn lau đi vết máu trên mặt trong đám xác chết mà asa giết lúc nãy đột nhiên xuất hiện một âm thanh asa dùng chân đạp lên tay của người đó hỏi sca có cần đưa tên đang hấp hối này đến chỗ của công tức không vì như thế có thể gắn tội cho lotella sca trầm ngâm một lũ thì bảo asa giữ kín chuyện này quyết định của sca làm cho asa nhất thời không hiểu được sca đang có suy tính riêng cho mình cô biết đám người này chắc chắn là lotella cử đến nhưng hiện giờ không nên đối đầu trực tiếp với cô ta chờ tới lúc SCA có thể tìm ra được mối liên hệ giữa tiểu thư Lotella và thần điện sau đó triệt để hạ gục à cũng không muộn. SCA hạ lệnh để Asa giữ tên còn sống lại, vì một lúc nào đó bọn họ sẽ cần đến tên kia. Màn đêm buông xuống, SCA lại một lần nữa nhận thư từ con chim. Nhìn chú chim trên tay cô có chút thương hại vì sự cực khổ của nó. Sau khi đọc nội dung bức thư, SCA cuối cùng cũng hiểu được việc nhờ ban hội tìm ra kẻ đứng sau đám sát thủ đó là vô cùng khó. Bỗng chốc ai đó gõ cửa phòng. SCA cẩn thận giấu đi bức thư sau đó mới mời người kia bước vào là alprado đến gặp mặt cô hôm nay cậu đến là muốn đưa cho sca một thứ trên tay của alprado là chiếc váy lộng lẫy mà cậu muốn đưa cho cô sca không ngờ alprado lại có thể đưa cho mih thứ này alprado nhấc chiếc váy trắng tinh lên hỏi chiếc váy này có phải của sca hay không hóa ra chiếc váy này là thứ mà sca mặc trong lễ kết hôn với hoàng tử alprado nghe đến đây thì có chút sững sờ qua lời của alprado được biết cậu phát hiện một tiểu thư hầu tước đã ăn cắp nó sca nhanh chóng đoán đó là neighbor lotella Prado ngạc nhiên vì Sia có thể đoán ra người đã lấy chiếc váy này. Sắc mặt cậu tối sầm lại, ai lại có gan ăn cao đồ của chị chứ? Sia nhìn chằm chằm chiếc váy trên tay nói, cô ta đã thay thế mình để trở thành đứa con của lời tiên tri. Nhưng Sia thật sự không hiểu vì sao Prado lại mang thứ này đến cho mình. Chuyện này đối với Prado chỉ là trùng hợp. Cậu trong lúc đang định đi mua cho cô một món quà thì thấy một cô gái tóc hồng trên phố nên Prado mới bám theo. Prado không quên giải thích mình không hề nhận nhầm cô gái tóc hồng đó là Sia. Nhất thời Sia ném chiếc váy xuống giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế muốn tiếp tục nghe Alprado kể tiếp. Alprado cho biết rằng mình đã nghe Lotella nhắc đến tên của Esia. À vừa nhắc đến tên cô vừa nhìn chiếc váy trên tay. Alprado không cho phép việc tên của chị mình bị nhắc ở nơi bẩn thỉu. Cậu còn định tẩn cho chúng một trận. Nhưng nghĩ kỹ lại thì giật chiếc váy bỏ chạy mới là thượng sách. Esia nhìn chiếc váy trắng trên bàn. Đây là chiếc váy cô mặc trong lễ cưới. Ngoài buổi lễ đó ra thì cô chưa bao giờ mặc lại nó ở đâu. Esia tâm sự nặng nề nhìn Alprado. Em có biết không? Không có màu sắc nào nổi bật như màu trắng. Lúc Esia và hoàng thái tử chỉ là hai cô cậu thiếu niên, họ đã đứng ngắm nhìn chiếc váy suốt một buổi. Lúc đó hoàng thái tử đã nói rằng bất cứ thứ gì khoác lên mình một màu trắng thanh khiết thì sẽ trở thành tạo vật xinh đẹp nhất trên đời, vậy nên nó mới trở thành màu sắc nổi bật nhất. Chiếc váy trước mắt là mẫu đẹp nhất mà hoàng thái tử từng thấy. Lúc đó hắn đã dịu dàng xoa đầu Esia nói rằng, dù có đeo thêm trang sức thì nó không hề hợp với cô. Giờ đây tất cả những lời nói đó của hoàng thái tử chỉ như mối tâm sự nặng nề của Esia. Cô nói với Andrado, ngay cả là cũng không cần chiếc đầm này nhưng đối với cô chiếc đầm này là một phần thưởng. Phần thưởng dành riêng cho Sia vì đã dành cả đời để nỗ lực trở thành thái tử phi. Nhưng bị giờ thì Sia không cần nữa, cô chính là công nương P-Center chứ không còn là một thái tử phi dự bị nữa. Vì vậy mà Sia bảo Anprado đem nó trả lại cho Neighbor. Thứ đồ như thế này đối với cô mà nói là vô giá trị. Chiếc đầm nằm sóng xoài trên mặt bàn. Trong phút chốc đã bị Anprado dẫm lên. Cậu tiến lại gần Sia ánh mắt đầy chiều mến. Anprado cảm nhận được nỗi buồn trên gương mặt của Sia ngay cả Esia cũng không biết nỗi buồn của mình đã hoàn toàn hiện lên gương mặt. Cô thử sờ tay lên mặt kiểm tra thử xem, sau đó lại dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Anprado. Anprado ngay lập tức tận hưởng cảm giác mát mẻ từ lòng bàn tay của cô. Ngay khi Esia định xoa đầu, thì Anprado đã kịp thời ngăn cản lại. Cậu muốn dùng gương mặt mình để cảm nhận sự mát mẻ đến từ bàn tay của Esia. Không những thế, Anprado còn tham lam ngửi hương thơm từ da thịt của bàn tay. Esia nhất thời rút tay ra, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu cảm thấy không còn sớm nên sca quyết định hẹn Al Prado khi khác vì mình còn có việc bận sau khi Al Prado đi căn phòng chỉ còn lại một mình sca cùng với ánh trăng chiếc đầm trắng vẫn nằm vươn vãi ra đất không ai ngò tới sca bắt đầu xử lý những bức thư được gửi tới cho mình vì buổi tiệc chào đón đoàn kỵ sĩ trở về trong khoảng vài ngày tới mà những người kia lại tiếp tục than vãn như thần thành bị bỏ rơi họ vẫn muốn sca tiểu thư p center làm bạn nhảy trong bữa tiệc với mục đích là tò mò thái độ của cô như thế nào sau vụ lời tiên tri bị thay đổi có người thì nói cô sẽ không tham gia do có sự hiện diện của thái tử và tiểu thư lotela người lai nói là sca vẫn còn lưu luyến thái tử và cô chắc chắn sẽ xuất hiện rồi quậy banh nóc suy đi nghĩ lại điều mà bọn họ muốn là sca phải có mặt ở buổi tiệc bởi bọn chúng tò mò về bộ dạng của cô như thế nào khóc lóc tức tưởi trong sự hờn ghen hay muốn thấy cô gây ra cảnh náo loạn sca quyết định sẽ chiều theo ý của bọn chúng cô sẽ đánh ghen rồi khóc lóc sau đó sẽ lại cho bọn chúng thấy một màn ngất xỉu vì bẽ mặt đương nhiên là không phải việc sca chăm chăm thỏa mãn chúng chính cô còn có suy tính riêng cho mình lúc này bên ngoài cửa xuất hiện giọng nói của azen là sia đã cho gọi cô ấy vào sia muốn azen tiến lại gần mình hơn cô thì thầm vào tai thị nữ của mình và lời nói azen nghe xong thì gương mặt trở nên rạng rỡ. cô song sáo muốn hỗ trợ sia để lo teola không thể làm hại chủ nhân sia nghe vậy thì vô cùng hài lòng cô dám chắc là những nhân vật quần chúng sẽ làm nền cho nhân vật chính tỏa sáng hiện giờ chỉ còn vấn đề bạn nhảy mờ thanh gõ cửa tiếp tục vang lên lần này là tổng quản đến đây để truyền thư cho cô đúng lúc này sia cũng cần phải gửi đi một bức thư không những thế cô còn nói với tổng quản hãy vứt hết những bức thư mới chuyển đến mặc dù tổng quản cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng vẫn làm theo lời mà Esia nói cô muốn ông hãy vứt hết những bức thư mời mọc trở thành bạn nhảy của mình bởi vì Esia đã tìm được bạn nhảy riêng đêm khuya canh ba thanh vắn Esia sau khi xử lý xong mớ việc mới có thời gian rảnh rỗi ngồi nghỉ trên giường trong thâm tâm của cô những tin đồn đó chỉ mới là trò trẻ con mà cô dành cho neighbor bữa tiệc hôm đó mới chính là món quà mà Esia muốn để neighbor tận hưởng ngày hôm nay tại hoàng cung thời tiết vô cùng đẹp những người hầu đang bận rộn sắp xếp cho cung điện. SCA hiển nhiên sẽ xuất hiện tại đây. Việc tiếp theo cô cần làm là chuẩn bị cho bữa tiệc. Nếu có một bữa tiệc tổ chức tại cung điện thì SCA sẽ không làm khổ chính mình. Như cái cách mấy cô tiểu thư kia nhịn ăn nhịn uống khi bữa tiệc gần đến, hay như cách mấy vị công tử trật vật nhét càng nhiều bông và đùi càng tốt. SCA nhất thời đi đến một ngôi nhà gỗ. Cô cẩn thận núp sau tấm gỗ mục. Đối với SCA mà nói một nhân vật chính chỉ cần xuất hiện thật lộng lẫy là đủ rồi. SCA vô cùng thưởng thức một màn trước mắt, Asa đang quỳ xuống trước mặt Nebber asa thành tâm nói rằng mình không biết là một vật vô giá như vậy lại thuộc về quý tộc neighbor tỏ vẻ mình không quan tâm điều đó cô đưa ra chiếc khuy cải áo nói ra việc khiến mình bận tâm là vì sao asa lại có được nó sca đứng một bên hào hứng xem kịch chiếc khuy cải áo đó là thành quả do sca tạo ra cái hôm tranh chấp ở nhà gỗ ngay khi neighbor rời đi sca lập tức chú ý đến một vật trên mặt đất đó chính là chiếc khuy cải áo của cô ta sca quyết định sẽ lợi dụng nó để gây phiền phức cho neighbor cô thừa biết món đồ này sẽ trở nên hữu dụng Tối hôm đó ngay khi Asa rời đi, SCA đã kịp thời ngăn cậu lại. Trong đầu cô đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch vô cùng hay. SCA để Asa giữ chiếc huy thuộc về Neber. Đây chính là cơ hội mà SCA ban cho. Và Asa đã tận dụng nó bằng cách khoe cho tất cả mọi người thấy, Neber đã đích thân đến đây vì nghĩ rằng một tên hầu thấp kém mà dám ăn cắp đồ của mình sau khi nghe thấy tin đồn. Lúc này Neber đang chất vấn tại sao cậu lại có nó, Asa khẩn trương giải thích đó là do mình nhặt được. Anh trầm mặt một lúc lâu, sau đó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Neber nói rằng mình không ăn cắp nhan sắc mười phân vẹn mười của asa ngay lập tức khiến cho Neighbor bị thu hút không những thế asa cố gắng rơi ra những giọt nước mắt để mong lấy sự tội nghiệp từ Neighbor. à ta hiển nhiên đã bị cắn câu dùng tay nâng cảm của asa lên mắt thấy mọi việc đã như mình mong muốn sca tranh thủ chuồn khỏi nơi này càng sớm càng tốt ban đêm tại dinh thự nhà p center xuất hiện một bàn chân đầy vết sẹo riyad anh trai của sca đang lau mình sau khi tắm lúc này người hầu bước vào đưa thư của sca đến riyad xem qua nội dung của bức thư đột nhiên hạ lệnh chuẩn bị ngựa anh chuẩn bị đến hoàng cung mặc kệ lời nói của quản gia. Riad ném ánh mắt chết người nhìn về phía ông. Thấy vậy, quản gia ngay lập tức đi chuẩn bị. Riad một mình nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ không nhịn được mà nhớ tới Esia. Tại thần điện của vương quốc, hôm nay là ngày Đức giáo hoàng tổ chức cuộc họp như kế hoạch. Vì vậy mà hắn đã chuẩn bị từ sớm. Đây cũng là giây phút mà hắn mong chờ nhất, được gặp mặt Esia. Tại cung điện ngay lúc này, Esia đã chuẩn bị xong xuôi từ váy vóc đến tóc tai. Ngày mà cô mong chờ cuối cùng cũng đến. Hôm nay Esia chỉ cần mang một đôi giày sạch sẽ là được vì vậy mà thị nữ đã tức tốc chuẩn bị giày cho cô trong lúc mang giày cho sca thị nữ không nhịn được mà run giày sau khi hoàn thành xong thì nói lời xin phép lui xuống sca nhìn bóng lưng vội vã của bà ta thì vô cùng buồn cười sau khi lời tiên tri thay đổi thì bọn chúng đều quay lưng với cô cứ nghĩ chuyện đó sẽ quan trọng lắm nào ngờ đó chỉ là cái chuyện bé xíu không đáng để sca quan tâm quản gia đứng một bên nhìn diện mạo hôm nay của cô thì tấm tắc khen ngợi ông còn không quên nhắc nhở sca hôm nay lotella cũng tới qua lời của sca biết được hôm nay chắc chắn sẽ tới lúc mặt trời lặn bọn họ chỉ cần đến trước khi vũ hội bắt đầu là được hôm nay sca quyết định sẽ không mang theo trang sức vì cô cảm thấy chúng rất nặng nề trước câu hỏi vì sao phải đợi đến tối mới đi của thị nữ sca chỉ mình cười đáp bởi vì giờ đó khách quý của mình mới xuất hiện rất nhanh trời đã dần tối đi đám thị nữ đứng một bên lo sốt vó vì tới bây giờ sca vẫn chưa chịu đi bọn họ lo lắng nếu khách quý của sca không tới thì cô sẽ phải đi một mình sca tin chắc rằng người đó sẽ tới nên muốn thị nữ cùng chờ với mình lúc này cửa phòng vừa lúc bị mở ra thị nữ ngẩn ngơ sau khi nhìn thấy người đứng trước mặt là anh trai của SCA cũng là bạn nhảy của cô hôm nay, Riad Center. SCA thấy Riad thì mặt không biến sắc. Riad nu chiều nhìn em gái mình, em đợi có lâu không em gái yêu quý của ta. Không đợi SCA trả lời, Riad hôn chào hỏi với cô. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau kể từ lần gặp năm SCA 15 tuổi. Riad tiêu sái vươn tay muốn đỡ lấy. SCA thần thái người người bắt lấy tay anh trai của mình. Bữa tiệc vừa lúc đang diễn ra. Hai anh em nhà P Center thong thả bước vào. Người gác cửa phát hiện ra thân phận của hai người nên đã lớn tiếng thông báo Riad p center và công nương sca p center đang tiến vào đây chỉ mới là bắt đầu sca sẽ biến bữa tiệc này thành nơi tuyệt vời nhất để nhân vật chính tỏa sáng không khí của bữa tiệc vô cùng nhộn nhịp neighbor cùng những tiểu thư khác đang nhàn hạ trò chuyện vẫn như mọi khi neighbor lotella vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ để nói chuyện với mọi người đang nói chuyện thì vừa lúc thông báo Riad và sca đã tiến vào bữa tiệc khiến neighbor nhất thời khựng lại cô ta tức đến mất nghiến răng khi nghe thấy tên của sca ngay khi có sự xuất hiện của hai anh em nhà p center không khí của bữa tiệc từ nhộn nhịp trở nên im ắng hẳn. SCA thầm nghĩ bọn chúng là đang kinh ngạc khi thấy Riyadh đi cùng với một người đầy thị phi như cô. SCA rất vui khi sau 3 năm ở chiến trường thì Riyadh cũng đã trở về. Bản lĩnh như thế bởi vì anh ấy chính là Riyadh Pcenter. Tiểu công tước Riyadh Pcenter không một ai ở Đế quốc là không biết đến tên của anh ấy, bởi vì anh ấy đã được định sẵn sẽ trở thành người thừa kế tước vị công tước xứ Pcenter ngay từ khi sinh ra. Riyadh nhận được rất nhiều sự chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp giống mẹ. Nhưng đó không phải là tất cả, từ khi còn rất nhỏ thì anh trai đã biết dùng kiếm càng lớn tài năng ấy càng phát triển. Với năng lực vượt xa các thế hệ đồng trang lứa, khi chỉ mới 16 tuổi Riyadh đã được hoàng đế đích thân ban tặng một thanh kiếm. Ngoài kiếm thuật ra, anh trai còn khác biệt với những người còn lại. Khi học tập cũng là thế mạnh phi thường của anh ấy. Từ khi còn rất trẻ Riyadh đã có thể phụ giúp công tước P Center cai quản lãnh địa và khi 21 tuổi anh ấy đã xung phong tham gia vào trận chiến với vương quốc Sephia, vốn là một quý tộc có thể thoái lùi về phía sau tận hưởng cuộc xa hoa nhưng Riyadh đã từ chối. Anh ấy lao về phía trước và đánh bay quân thù, như đó đã đủ để ban tặng cho anh ấy một danh hiệu cao quý ngay khi nghe tin riyad tham gia trận chiến các tiểu thư quý tộc đã đồng loạt gửi cả tá bức thư năn nỉ anh ấy đừng đi nghĩ đến người anh trai hết nước chấm của mình sia không nhịn được mà bật cười thấy thế riyad đứng một bên quan tâm hỏi han sia chỉ giải thích đơn giản là mình đang hoài niệm sau đó quay đầu sang hướng khác sia cảm thấy buồn cười khi bọn họ không dám đến gần mà chỉ có thể xì si sầm to nhỏ sia nhìn xung quanh mà không để ý đến ánh mắt riyad nhìn cô ngay khi bị sia phát hiện riyad chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nhìn cô Esia có chút tò mò về việc anh trai mình đang suy tính điều gì cô quyết định sẽ đi mang thứ gì đó cho hai người họ uống vì thế mà Esia đã lẫn qua đám người để tìm kiếm đồ uống ngay khi thấy con mồi trước mắt Esia không nhịn được mà mỉm cười người phục vụ đồ uống cũng nhanh chóng chú ý đến cô anh ta đưa ra những ly rượu để Esia lựa chọn vừa lúc Esia cầm ly rượu trên tay thì phát hiện neighbor đang đứng một góc tám chuyện cùng hội chị em bạn gì Esia vừa như không quan tâm tiếp tục nhìn về phía khác phục vụ lúc này mỉm cười bí ẩn anh ta nhìn về hướng của neighbor Bên dưới tay là một gói thuốc màu xanh. Người phục vụ nhanh chóng đưa ly rượu có màu đẹp nhất cho Neber nói rằng có một quý ông vì say mê vẻ đẹp của cô nên muốn mời cô một ly. Neber nghe thế thì vô cùng hào hứng, Dương Dương tự đắc với hội chị em bạn gì. Cô ta nhất thời lấy ly rượu đó. Một màn này đã bị SCA thu vào tầm mắt ly rượu đó rất ngon vì dù nồng độ khá cao nhưng mùi vị của nó rất dễ uống, nên cô ta có thể sẽ uống hết ly đó mà không phát hiện nó đã bị hạ dược. Đến đây SCA thở phào nhẹ nhõm vì kế hoạch của mình đã thành công một nửa. Cô ta đang uống rất nhiều nên mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch đúng lúc này Riad cũng phát giác ra gì đó anh hỏi đó chỉ là rượu thôi à thật ra sia đã cho thêm một chút thú vị vào trong đó Riad không tin em gái mình chỉ thêm một ít sự thật là sia đã mạnh tay bỏ liều lượng lớn vào đó là một loại thuốc đặc biệt mà cô hỏi xin cha nó khiến người ta trở nên thành thật và nhạy cảm hơn ngay lúc này sia cũng nhanh chóng phát giác ra thuốc đã bắt đầu ngấm vào người của neighbor ánh mắt của cô ta dần trở nên lờ đờ thừa dịp sia tiến lên muốn kể cho ả ta nghe vài thứ về tin đồn của tiểu thư Lotera, sia trực tiếp thừa nhận đó là do mình đã lan truyền bỗng nhiên ánh mắt của neighbor dần biến đổi khiến sia hoài nghi thuốc có vấn đề lúc này neighbor mỉm cười ác ý cô ta điên loạn nói mình đã biết hết những chuyện đó còn tỏ ý không sao bởi vì ngay khi mà ả à làm thái tử phi thì điều đầu tiên mà ả à làm sẽ làm khiến sia quỳ gối dưới chân mình nghe được những lời này sia không hề tức giận ngược lại còn vô cùng vui vẻ bởi vì thuốc vẫn còn tác dụng với ả à ta giờ thì bữa tiệc chính thức bắt đầu nơi mà nhân vật chính sẽ tỏa sáng một cô gái ngốc nghếch này lại có thể cướp đi vị trí của mình khiến Esia cảm thấy bị sỉ nhục. Trước đó Neber còn dám động thủ sau lưng cô nên hôm nay Esia cũng sẽ hủy hoại hết mọi thành quả của cô ta. Đây là lần đầu tiên Esia tham gia bữa tiệc mà không sánh đôi với hoàng tử. Tại các bữa tiệc điệu nhảy đầu tiên dành cho hoàng đế và hoàng hậu. Sau đó thì người có vị trí cao thứ hai trong hoàng cung, đó là hoàng thái tử và Esia, bọn họ lúc đó luôn được khiêu vũ trước mọi người. Giờ đây Esia không còn nhung nhớ điệu nhảy đó nữa, nhưng cô không cam tâm về việc bức tường cao sừng sững mà cô vất vả xây dựng cả cuộc đời này Bỗng chốc lại bị sụp đổ bởi một cô gái ngu ngốc như Ata. ta nhưng Esia sẽ không để mọi chuyện xảy ra như ý của neighbor muốn À ta sẽ không thể thực hiện được điệu nhảy với hoàng thái tử ngoài mặt Esia vừa như bản thân đang khuyên nhủ neighbor nên bình tĩnh lại cô lấy chiếc khăn tay của mình lao lên mặt của neighbor sau đó nói nếu không cẩn thận cô sẽ lại ngã như lần trước đó neighbor lotella châm biếm nhìn Esia cho rằng dù cô có hành xử tốt đẹp đến đâu thì mình vẫn sẽ khiến cho cô thảm hại sau đó lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Esia. một màn này đã bị các quý tộc ở đó nhìn thấy bầu không khí hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi sia cần công kích thêm nên đã nắm lấy bả vai của neighbor nói rằng sao cô ta có thể đối với mình như vậy sau cùng còn có lòng tốt khuyên neighbor bình tĩnh lại lời khuyên này đã thành công đả kích neighbor À ta kích động hất tay của sia ra sau đó hét lớn vào mặt cô khuôn mặt của neighbor dần trở nên vận vẹo khi nhìn sia nhờ số thuốc đó mà cô ta đã dần để lộ bản chất thật neighbor chất vấn sia rằng cô biết cậu ta đúng không cái người ở nhà gỗ À ta có rất muốn hỏi nhiều về người ở nhà gỗ nhưng ở đây quá đông người sia một bên tiếp tục khuyên neighbor nên bình tĩnh hơn nhưng vì tác dụng của thuốc ả ta đã hoàn toàn trở nên kích động mà hất mạnh tay của sia ra khiến cổ tay của cô bị đau nhức thấy vậy neighbor trước mặt cười cợt cho rằng sia chỉ là đang giả vờ đau thái độ này của cô ta đã bị đám quý tộc nhìn thấy họ không ngờ tiểu thư nhà lotella lại lỗ mãng đến như vậy neighbor cảm thấy không muốn ở đây lâu hơn nên đã nhanh chóng muốn rời đi đến chỗ khác sia bên này vẫn nhàn hạ không để cô ta vào mắt ngay khi sia định nói gì đó thì azen đã tiến lên cô bắt lấy bả vai của neighbor chất vấn vì sao ả à lại làm vậy với Esia. bản thân azen vừa mới rời đi một chút để lấy đồ uống nào ngờ trong lúc cô đi Esia lại bị neighbor bắt nạt azen cảm thấy vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Esia như vậy nên muốn tiến lên đòi lại công bằng cho công nương nhà mình nào ngơ biểu cảm của neighbor lại không có gì gọi là hối lỗi khiến azen phải chất vấn một phen với ả ta neighbor không muốn nghe azen nói thêm gì nữa ả ta cho rằng cô gái trước mặt quá ồn ào nên đã tiến lên bắt lấy cổ áo của azen còn buông lời xỉ vào cô là con sâu bọ bẩn thỉu hành động này khiến azen sững sờ ngay tại chỗ cô muốn neighbor phải ngay lập tức buông mình ra cả bữa tiệc lúc này trở nên ầm ĩ bởi tiếng cãi vào của azen và neighbor không thể tin được người được chúa lựa chọn lại là người như thế tiểu thư cô không thể trở thành thái tử phi đâu azen cho rằng người phù hợp với vị trí đó là công chúa sca của mình lời vừa nói ra đã khiến neighbor vung tay ánh mắt nguy hiểm nhắm vào azen sau đó tát cô một cái thật đau điếng azen như không thể tin vào mắt mình không những vậy neighbor còn ngồi xuống cho rằng cô rất đáng thương và hai người họ rất giống nhau cứ như vậy thì neighbor chính là tâm điểm của bữa tiệc hôm nay giờ cũng là lúc esia lên sàn diễn cô tiến về phía hai người họ tỏ ý tiểu thư lotella nên dừng lại nhưng lúc này azen đã hoàn toàn bị chọc giận cô vùng lên cho rằng một tiểu thư cao quý lại còn nhận được lời tiên tri của chúa mà có thể hành xử như vậy điều đó là không thể chấp nhận được những lời này như một con dao đà kích neighbor esia biết tình hình không thể đi quá xa như thế nên đã vội lao về phía azen ngay khi cô lao ra trước mặt azen thì lại bị ăn một cú tát đến từ neighbor cái tát này đã khiến esia bị thương đến mức khóe miệng cũng chảy máu Đám người ở đó một phe nhốn nháo vì chuyện này, họ không thể tin được Neighbor lại có thể ra tay với công chúa Esia. Ngay cả bản thân sau khi tắt xong cũng run rẩy không tin vào mắt mình. Esia cũng nhận ra thuốc đã hết tác dụng, cô cần báo cáo cho cha về thời gian ảnh hưởng của thuốc. Giờ cũng là lúc phải hạ màn vở kịch hôm nay. Neighbor dần trở nên tỉnh táo hơn, cô ta suy sụp đến mức quỳ xuống. Đúng lúc này đám quý tộc khác dấy lên một hoài nghi rằng tiểu thư Lottela có thật sự nhận được lời tiên tri từ chúa. Trong phút chốc bọn họ đã nghĩ rằng lời tiên tri lần này có thể sai bởi vì ngay từ đầu một người như thế sao có thể trở thành hậu duệ của thánh nữ đúng lúc này sia tiến lại gần neber cô vươn tay nắm lấy tay hả à? mỉm cười đầy thánh thiện hỏi neber cô nghĩ mình có khả năng mang hòa bình và thịnh vượng đến cho đất nước này khi trở thành thái tử phi không